Cảm ơn các anh chị. Thì chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình của chúng tôi chính thức diễn ra. Thì kính mời các anh chị và các bạn ổn định chỗ ngồi, kiểm tra lại thiết bị nghe nhìn của mình để chương trình chúng tôi chính thức bắt đầu. Thì các anh chị nghe rõ đúng không ạ? Ok. Rồi. Thì lời nói đầu tiên cho phép Thiện thay mặt ban tổ chức gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất cho tất cả các anh chị và các bạn tham gia sự kiện ngày hôm nay. Thì tôi là Nguyễn Trọng Thiện, hiện tại đang là giảng viên và giám đốc tư vấn về chuyển đổi số của Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì Thiện đang phụ trách về chương trình đào tạo và tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tại Việt Nam. Thì rất vui đồng hành cùng với tất cả các anh chị và các bạn với vai trò là người dẫn chương trình. Thì như các anh chị và các bạn được biết, thì việc một doanh nghiệp để đưa ra quyết định chọn một cái hệ thống quản trị hay còn gọi là ERP thì không hề dễ dàng. Và rất nhiều câu hỏi đặt ra là việc chọn hệ thống này có phù hợp với hoạt động và định hướng của doanh nghiệp của mình hay không? Chi phí là bao nhiêu? Thời gian thực hiện trong bao lâu? Và liệu có dễ dàng thành công khi mà đã tiêu tốn quá nhiều nguồn lực, quá nhiều chi phí nhưng mà việc áp dụng lại không đạt hiệu quả giống như kỳ vọng? Thì đây được xem là những câu hỏi và những trăn trở mà hầu hết những người làm quản lý, những người làm chủ doanh nghiệp đều mắc phải. Và để trả lời cho câu hỏi này thì chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi muốn mang đến với lại tất cả quý vị, các bạn và các anh chị đó chính là triển khai ERP nhanh hơn với giải pháp Swiss Success Zero to Low trong vòng 100 ngày và giúp các anh chị và các bạn một phần nào hiểu được tầm quan trọng trong việc ra quyết định khi lựa chọn và triển khai giải pháp ERP phù hợp. Và chủ đề tiếp theo là bước tiến trong cuộc cách mạng hóa quản lý doanh nghiệp với Swiss Success. Thì đến với sự kiện ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu với lại tất cả các anh chị và các bạn là chị Huỳnh Ngọc Nữ, chuyên viên tư vấn về ERP độc lập và chia sẻ với lại các anh chị và các bạn về chủ đề các yếu tố quan trọng khi lựa chọn và triển khai ERP. Và diễn giả tiếp theo là anh Đoàn Văn Ngọc, tư vấn giải pháp cấp cao của công ty Oracle NetSuite với chủ đề là cách mạng quản lý doanh nghiệp với Swiss Success. Thì chắc là xin mời chị Ngọc sẽ có đôi lời giới thiệu về mình. Chị Nữ sẽ có đôi lời giới thiệu về mình. Dạ, xin chào các anh chị và các bạn. Mọi người có nghe được rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ, rồi hôm nay mình rất hân hạnh được tham gia buổi webinar với và mở đầu chương trình với chủ đề như các bạn thấy ở trên màn hình là các cái yếu tố quan trọng khi triển khai lựa chọn và triển khai hệ thống ERP. Thì mình làm đã từng tham gia khá là nhiều các cái dự án ERP trên toàn thế giới, đặc biệt là cho các cái tập đoàn. Thì sau mười mấy năm làm việc ở nước ngoài, mình đã quyết định về Việt Nam và mình muốn giúp doanh nghiệp ở Việt Nam tiếp cận đến các cái hệ thống ERP hiện đại để tăng vị thế cạnh tranh của chúng ta hơn trên trường thế giới. Thì rất rất mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các bạn. Người tiếp theo thì muốn giới thiệu là anh Đoàn Văn Ngọc. Xin mời anh Ngọc có đôi lời giới thiệu về mình ạ. Ok, cảm ơn anh Thiện. Trước tiên là xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia cái buổi webinar hôm nay. Thì tôi tên là Đỗ Văn Ngọc, đến từ hãng Oracle NetSuite, một đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp và tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp. Vai trò của tôi thì trong những năm qua là hỗ trợ đối tác và khách hàng trong cái hành trình chuyển đổi số, tư vấn lựa chọn và triển khai giải pháp ERP đem đến một cái thành công và thúc đẩy cái sự phát triển của doanh nghiệp. Rất hân hạnh được tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Rồi. Và một diễn giả tiếp theo là anh Đậu Hoàng Quân. Thì hiện tại anh Đậu Hoàng Quân đang là quản lý kinh doanh cấp cao của công ty Oracle NetSuite Việt Nam. Chắc xin mời anh Quân có đôi lời giới thiệu về mình ạ. Xin chào các anh chị, quý vị, cảm ơn quý vị khách mời đã tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Hoàng Quân. Hiện tại thì tôi đang là quản lý kênh kinh doanh bán hàng của NetSuite tại Việt Nam. Thì hôm nay là nhân sự kiện này thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với thị trường về một cái bộ giải pháp mới của NetSuite là gọi là mới ở Việt Nam thôi, chứ còn ở trên thế giới nó cũng lâu rồi, gọi là Swiss Success. Thì rất là hy vọng là chúng tôi có thể mang được những thông tin hữu ích cho quý anh chị. Xin cảm ơn. Cảm ơn phần giới thiệu của anh Quân.
Và diễn giả cuối cùng là anh Phạm Hoàng Lạc, thì hiện tại anh Lạc đang là trưởng bộ phận tư vấn ARP của BTM Global Việt Nam. Chắc xin mời anh Lạc có lời lời giới thiệu về mình ạ. Cảm ơn Thiện. Xin chào các anh chị và cảm ơn các anh chị đã tham gia cái buổi webinar sáng nay do BTM và Oracle tổ chức. Thì mình là Lạc, mình đang phụ trách mảng ERP Oracle Nexus của BTM tại thị trường Việt Nam. Thì thông qua quá trình bản thân mình và BTM cũng đã đồng hành cùng với khách hàng trong những năm qua để mà thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số. Thì những kinh nghiệm mà tụi mình tích lũy được trong quá trình tư vấn triển khai thì rất là hy vọng là hôm nay có thể mang tới. Và mình thì không có trực tiếp trình bày một cái session cụ thể, mình tham gia vào cái phiên thảo luận thì hy vọng là nhận được các câu hỏi của các anh chị liên quan tới việc triển khai, việc thực thi và thực hành cái công việc chuyển đổi số như thế nào. Thì hy vọng là những kinh nghiệm của mình có thể giúp ích được các anh chị thông qua việc trả lời các câu hỏi. Cảm ơn các anh chị. Được. Cảm ơn Lạc. Và chắc không đợi anh chị và các bạn đợi lâu thì chúng ta sẽ đến với lại chủ đề đầu tiên là đâu là yếu tố quan trọng khi lựa chọn và triển khai giải pháp ERP của chị nữ. Xin mời chị nữ bắt đầu ạ. Chia sẻ màn hình của mình. Mọi người đã thấy được màn hình rõ chưa ạ? Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh Thiện đã giới thiệu và các anh chị và các bạn đã tham gia buổi webinar hôm nay. Thì trước khi mình đi vào các cái yếu tố quan trọng khi mà lựa chọn và triển khai một hệ thống ERP, mình xin phép được đi sơ qua về như thế nào là một hệ thống ERP hiện đại, vì các cái yếu tố mình nêu ra sắp tới sẽ là để lựa và triển khai một hệ thống ERP hiện đại. Thì nếu mà tóm gọn cái xu hướng ERP hiện đại trong hai chữ thôi thì nữ sẽ chọn hai chữ đó là chủ động. Thứ nhất, chúng ta cần sự chủ động từ nhà cung cấp ERP. Ví dụ như hôm nay chúng ta sẽ có một ví dụ là Oracle NetSuite chẳng hạn. Thì nhà cung cấp phải luôn chủ động đón đầu xu hướng trên toàn cầu và cả những đất nước mà họ có mặt. Thì có hai ví dụ ở đây mà chúng ta thấy cái xu hướng hiện tại là rất là nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang dùng hệ thống ERP trên điện toán đám mây cloud thay vì dùng hệ thống on-premise như trước. Và các cái nhà cung cấp ERP cũng không ngừng ứng dụng các cái công nghệ tự động hóa, AI và tích hợp để làm cho hệ thống của mình nó linh hoạt và nó đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng hơn. Thứ hai, sự chủ động nó sẽ phải đến từ cái doanh nghiệp mà sử dụng hệ thống ERP của họ. Thì sau khi mà chúng ta triển khai một hệ thống ERP nó không phải là hoàn chỉnh đâu, thì chúng ta phải tiếp tục chủ động là hoàn thiện hệ thống của chúng ta bằng cách sử dụng nhiều cái chức năng mà lúc triển khai chúng ta chưa nghĩ đến, và cả hoàn thiện các cái quy trình mà sẽ được sử dụng trên hệ thống nữa cho nó tinh giản và hiệu quả hơn. Thì ở đây mình có hai cái ví dụ của hệ thống ERP không hề hiện đại một tí nào. Đó là cách đây 7 năm khi mà mình làm việc ở trên bên Thái Lan, thì có một cái tập đoàn này họ đã sử dụng cái hệ thống ERP gọi là JD Edwards. Thì mình nghe cái hệ thống này mình thấy là nó cũng khá là mới, tại vì nếu mà các bạn bây giờ tìm thì chúng ta vẫn thấy JD Edwards, nhưng mà khi mà nhìn vào cái màn hình thì mình mới thấy là cái màn hình của họ nó vẫn là màn hình MS-DOS, là nó đen thui và cái chữ nó màu xanh lá cây. Thì khi mà nhìn vào thì họ nói là cái họ đã sử dụng cái hệ thống này trên 25 năm rồi, mà trong 25 năm đó là họ chưa hề nâng cấp hay làm bất cứ một cái gì đối với hệ thống của họ. Thì cái trường hợp đó thì chắc chắn chúng ta phải tránh trong thời điểm hiện tại. Một ví dụ thứ hai mà mình cũng trực tiếp biết luôn, đó là cũng là Oracle NetSuite, một công ty bên Mỹ có cả văn phòng ở Philippines và Ấn Độ này nọ. Nhưng mà sau khi họ triển khai cái hệ thống Oracle NetSuite của họ xong là họ không làm thêm bất cứ một cái gì với hệ thống của họ hết. Họ không có cả một cái system administrator đúng nghĩa, có nghĩa là một người rất hiểu về hệ thống của họ. Thì chỉ có đúng một người duy nhất trong phòng IT của họ là
biết cách tạo được người dùng mới vậy thôi. Còn ngoài ra bất cứ sự thay đổi hay là cải thiện gì là họ phải tìm một cái đơn vị bên ngoài để giúp họ, tại vì trong công ty không hề có ai biết và có thể chỉnh sửa được cái hệ thống khi cần. Thì đây là hai cái trường hợp mà chúng ta hoàn toàn nên tránh trong cái thời điểm hiện tại, khi chúng ta bỏ ra rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để triển khai một hệ thống ERP. Rồi, với cái xu hướng hiện đại trong tâm thế ha, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái yếu tố quan trọng. Hôm nay, nữ xin phép trình bày 6 yếu tố trong quá trình lựa chọn và 6 yếu tố trong quá trình triển khai. Thì đầu tiên, hãy đi vào quá trình lựa chọn. Cái yếu tố quan trọng nhất chắc chắn nó phải là cái mức độ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức của một doanh nghiệp. Thì cái nhu cầu này chúng ta nên nhớ nó phải là yêu cầu trong hiện tại và cả trong tương lai gần. Thì tương lai gần này nó có bao gồm luôn cả là nếu mà chúng ta đang có ý định tái cơ cấu doanh nghiệp của mình hay là tái cấu trúc các cái quy trình trong tổ chức của mình, thì chúng ta nên làm hai cái công việc này trước khi chúng ta đưa ra được cái yêu cầu hoàn chỉnh cho hệ thống mới của chúng ta, để tránh được cái trường hợp là chúng ta triển khai một hệ thống thì rất là mất thời gian và công sức, thì chỉ trong vòng mấy tháng sau hay 1 năm sau là chúng ta lại muốn thay đổi hoàn toàn cái hệ thống, thì để tránh được cái việc đó. Yếu tố thứ hai là yếu tố đầu tiên mà nhiều người thường thường nghĩ đến nhưng mà mình lại để nó thứ hai, là tại vì cái ngân sách nó không nên là cái yếu tố đầu tiên. Chúng ta phải biết được chúng ta cần gì thì chúng ta mới nên đưa ra một cái ngân sách cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Tất nhiên là nếu mà yêu cầu của chúng ta quá cao, quá chi tiết, quá nhiều thì chúng ta không thể đưa ra một cái ngân sách nó quá thấp được, sẽ không có đơn vị nào có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta như vậy. Ngoài ra trong cái yếu tố ngân sách thì chúng ta cũng nên nhớ rằng trong một dự án ERP, ngân sách nó không chỉ là cái vấn đề license cho cái hệ thống không, mà nó còn có những cái chi phí dài hạn đi theo sau, là như là phần hosting nếu mà chúng ta dùng hệ thống trên cloud, rồi phần cứng nếu mà chúng ta dùng ở on-premise, và các cái chi phí bảo trì sau này nữa. Ngoài ra, ngay lúc đầu chúng ta sẽ có chi phí triển khai, chi phí tùy chỉnh nếu mà chúng ta muốn thay đổi một cái chức năng gì đó tiêu chuẩn của hệ thống. Và cái chi phí cuối cùng thường là cái chi phí mà hay bị quên khi mà chúng ta không nghĩ đến cái việc mà chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống sau khi triển khai. Đó là chi phí cho một đội dự án ERP nội bộ. Thì cái trường hợp này mình thấy rất là hay xảy ra là sau khi các cái công ty triển khai hệ thống ERP của họ xong, họ thấy là bây giờ tôi cần có người để tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống của tôi, thì họ mới nhớ ra rằng mình chưa hề có một cái ngân sách nào cho cái đội dự án nội bộ này hết. Thì cái chi phí này nếu mà chúng ta đã muốn đi theo một cái hướng ERP hiện đại và đúng đắn thì chắc chắn là dù có thiếu lúc đầu thì sau này chúng ta cũng phải thêm, nên chúng ta nhớ thêm ngay từ lúc đầu luôn. Yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là năng lực, kinh nghiệm và uy tín của các đối tác trong mà chúng ta lựa chọn để triển khai hệ thống ERP của chúng ta. Thì thường chúng ta sẽ có hai đối tác trong một dự án ERP, đó là nhà cung cấp hệ thống ERP và đối tác triển khai. Ở đây ví dụ là nhà cung cấp là công ty Oracle và đối tác triển khai của quý vị sẽ là công ty PTM Global. Ngoài ra, nếu mà chúng ta không có đủ nhân lực trong cái dự án nội bộ của chúng ta thì chúng ta sẽ cần thêm các cái nhà tư vấn độc lập như là nữ đây ví dụ, hoặc là thêm những cái người để hỗ trợ quản lý dự án. Thì các cái đối tác này không chỉ làm việc với chúng ta trong một vài tháng mà chúng ta triển khai cái hệ thống của chúng ta đâu, chúng ta phải nhớ là chúng ta sẽ cần làm việc với họ trong rất là nhiều các cái năm tới. Khi mà chúng ta vẫn còn dùng cái hệ thống ERP này thì phải nghĩ đến là các cái đối tác này vẫn phải tồn tại với chúng ta. Thì ngoài cái mặt mà năng lực ngay lúc đó, chúng ta cũng phải xem coi cái lịch sử hình thành và phát triển của cái đối tác nó có chắc chắn hay không. Chúng ta không muốn thì chắc chắn là nếu mà chúng ta nghĩ đến Oracle NetSuite, một hệ thống đã có mặt trên thế giới đã rất lâu đời rồi, với một cái hệ thống mà chỉ mới xuất hiện cách đây một vài năm, thì cái mức độ an tâm là chúng ta thấy nó đã rất là khác rồi. Yếu tố thứ tư đó là đi theo cái hướng hiện đại ha, đó là một hệ thống nó phải nên dễ cấu hình, mở rộng và được nâng cấp. Thì về mặt cấu hình,
các cái hệ thống ERP hiện đại bây giờ sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái lựa chọn để cấu hình hệ thống của chúng ta cho phù hợp với nhu cầu, thay vì là phải tùy chỉnh hay gọi là customization. Càng nhiều cấu hình có thể được configure thì nó sẽ giảm bớt cái nhu cầu customization, có nghĩa là cũng giảm được cái chi phí cho cái dự án của chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là mở rộng hệ thống sau này. Ví dụ khi mà công ty phát triển thì chúng ta sẽ có thêm người dùng, cái hệ thống nó cũng phải hỗ trợ được cái số lượng người dùng mà chúng ta mong muốn trong tương lai. Và ngay từ đầu thì chúng ta sẽ không dùng được tất cả các cái tính năng trong hệ thống, nhưng mà khi mà chúng ta phát triển hơn, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá ra những cái tính năng mới, và cái việc mà bật tắt những cái tính năng này nó phải dễ dàng. Và cuối cùng, như là quay lại cái ví dụ mà của hệ thống JDS mà được nói ngay từ đầu, là hệ thống phải luôn được cập nhật và sửa lỗi thường xuyên. Tính năng mới thì phải nhà cung cấp phải đón đầu xu hướng và thêm các cái tính năng này cho chúng ta. Thường là họ cũng sẽ lắng nghe ý kiến của chúng ta. Nếu mà chúng ta có có một cái yêu cầu về cái tính năng mới nào đó thì chúng ta có thể nêu lên và họ sẽ xem xét và thêm. Cái việc sửa lỗi, tại sao ở đây được cũng nói đến cái việc sửa lỗi, là khi mà chúng ta nâng cấp hệ thống thường xuyên thì chắc chắn sẽ có những cái lỗi nhỏ nó xảy ra, và những cái lỗi này phải được sửa ngay lập tức. Yếu tố thứ năm thì nó là một cái yếu tố khá là khó để đánh giá, đó là tính thân thiện với tất cả người dùng. Thì người dùng của hệ thống chúng ta sẽ thường sẽ có 3 cấp độ, là người dùng cuối, những người trực tiếp là nhập liệu và sử dụng hệ thống để vận hành các cái quy trình cho công ty. Sau đó là đến ban quản lý, thường là sẽ dùng những cái báo cáo cao cấp, và đến quản lý cấp trung là những cái báo cáo về vận hành. Thì khó đánh giá ở đây là thường một công ty á sẽ thường là chỉ có một kinh nghiệm sử dụng qua một hệ thống ERP trước đó, hoặc là không hề biết hệ thống ERP là gì luôn. Thì khi chúng ta đánh giá, chúng ta sẽ không biết như thế nào là thân thiện với người dùng. Thì có một cái yếu tố mà Nữ luôn khuyên mọi người là phải làm, nó bắt buộc là phải xem cái buổi demo của nhà cung cấp ERP rất là kỹ, và chúng ta nên giao ra những cái case để họ demo cho mình xem luôn. Ngoài ra, nếu mà chúng ta vẫn còn thời gian trong cái quá trình lựa chọn của chúng ta thì nên yêu cầu nhà cung cấp cho chúng ta một cái hệ thống demo để chúng ta vào thử luôn. Thì khi mà chúng ta trực tiếp vào hệ thống, chúng ta mới thấy được là từ cái bước này nó qua cái bước này nó rất là đơn giản, nó mọi thứ nó nằm ở trên màn hình hết rồi, chúng ta không có cần phải đi vòng 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 để kiếm chúng ta phải làm cái bước gì tiếp theo. Thì đó là một cách để chúng ta đánh giá hệ thống, cái tính thân thiện của hệ thống khi mà chúng ta không có quá nhiều kinh nghiệm với hệ thống ERP. Và yếu tố cuối cùng trong quá trình lựa chọn đó là cũng là một xu hướng hiện đại, là khả năng tích hợp với các phần mềm khác. Thì hệ thống ERP hiện đại bây giờ thường là chủ yếu tập trung vào những cái hoạt động vận hành quan trọng nhất trong công ty. Thì sẽ có những cái ngành kinh doanh nó rất là đặc thù, thì đa số chúng ta sẽ không tìm được một cái hệ thống ERP nào có thể đáp ứng được cái nhu cầu đặc thù của chúng ta như vậy. Thì chúng ta sẽ vẫn cần những cái phần mềm khác để hỗ trợ vận hành những cái mảng kinh doanh đặc thù đó. Thì nếu mà chúng ta đã quyết định là vẫn sử dụng một số các cái hệ thống, cái phần mềm khác để chạy song song với hệ thống ERP, thì ít nhất chúng ta phải tích hợp một chiều, có nghĩa là thông tin từ những cái hệ thống khác đi vào cái hệ thống ERP của chúng ta, để tận dụng được tối đa sức mạnh của hệ thống ERP. Đó là nơi duy nhất chúng ta chỉ cần chạy báo cáo, đặc biệt là các cái báo cáo về tài chính. Nếu mà chúng ta không làm cái công việc này thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái vấn đề là mỗi hệ thống ra một cái loại báo cáo có số liệu khác nhau, mà chúng ta không biết là báo cáo nào nó đúng hơn để dựa vào đó mà đưa ra các quyết định quan trọng trong công ty và tổ chức của mình. Và đó là 6 cái yếu tố quan trọng mà mọi người nên chú ý trong quá trình lựa chọn. Thì trong quá trình lựa chọn một hệ thống ERP, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có thời gian làm cái công việc này. Chúng ta nếu mà không có thời gian thì chúng ta có thể ngưng cái dự án lựa chọn này lại một tí xíu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quyết định triển khai một hệ thống ERP thì
cái việc mà ngưng ngưng lại như vậy nó sẽ có hệ quả là chúng ta sẽ phải thường là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án triển khai hoặc là phát sinh thêm chi phí. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào 6 cái yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai một hệ thống ERP để tránh được những cái vấn đề mà mình vừa nêu ra, đó là chậm tiến độ và đội giá vốn. Thì 6 cái yếu tố này nó quan trọng hơn là bắt đầu nó có dính đến tiền bạc và nó có hậu quả nghiêm trọng hơn là khi mà chúng ta không để ý đến trong quá trình lựa chọn. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào yếu tố quan trọng nhất trong quá trình triển khai, đó chính là tất nhiên là chúng ta phải có được một cái kế hoạch và chiến lược triển khai nó đúng đắn và nó phù hợp với cái yêu cầu và cái tình hình của công ty và tổ chức của mình. Thì trong một kế hoạch hay là một chiến lược, nó cũng gồm trong cái kế hoạch nó có rất là nhiều yếu tố và có nhiều cái bước mà chúng ta phải thực hiện. Thì các cái yếu tố khác mình nữ sẽ không nói đến trong hôm nay là tại vì chúng ta đã có được cái hai đơn vị là đơn vị bên cung cấp nhà cung cấp ERP và cái đối tác triển khai hỗ trợ cho chúng ta, thì họ biết cái sản phẩm của họ nên họ sẽ đưa chúng ta những cái lời khuyên tốt nhất và hiệu quả nhất để đảm bảo cho quá trình triển khai. Có hai cái yếu tố mà mình muốn các anh chị và các bạn quan tâm ở đây, đó là yếu tố nội bộ đó, về thời gian và thời điểm. Tại sao cái này nó có tính nội bộ nhiều hơn là về mặt thời gian? Chúng ta với cái vị trí là nằm trong ban lãnh đạo hay ban quản trị của doanh nghiệp thì chúng ta phải hiểu được cái người dùng trong công ty, nhân viên của chúng ta đang ở mức độ nào. Ví dụ có những công ty là công ty nhân viên của họ rất là trẻ, rất là năng động thì họ có thể thích nghi với một hệ thống mới rất là nhanh. Có những công ty thì nhân viên của chúng ta là toàn là những người làm cho công ty mấy chục năm trở lên. Thì chúng ta phải cân nhắc cái yếu tố đó khi mà chúng ta xác định được cái thời gian mà chúng ta muốn triển khai dự án. Thì thời gian này nó cũng không nên quá lâu thì mà nó làm mọi người mệt mỏi và mất tập trung vào dự án, mà cũng không nên quá ngắn, tại vì nếu mà quá ngắn thì chúng ta không có đủ thời gian để triển khai một cái hệ thống nó tốt để mà chúng ta có thể vận hành suôn sẻ sau này được. Thứ vấn đề thứ hai đó là về thời điểm. Thì thời điểm thì nó sẽ có nhiều cái yếu tố để chúng ta phải tránh những cái dự án lớn khác mà chúng ta đang chạy, ví dụ như dự án tái cấu trúc ở công ty chẳng hạn. Và chúng ta cũng phải tránh những cái thời điểm cao điểm mà rất là bận rộn trong công ty, như là cuối năm hay đầu năm hay là các cái dịp lễ lớn, nếu mà chúng ta có nhiều hoạt động kinh doanh hơn trong những cái thời điểm đó, tại vì sự tập trung của mọi người sẽ bị phân tán ra và nó làm ảnh hưởng đến cái tiến độ của dự án triển khai hệ thống ERP. Tiếp theo, cái yếu tố thứ hai này nó cũng sẽ liên quan đến cái yếu tố thứ nhất. Thì trong thực tế nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể lựa chọn được một cái thời gian và thời điểm phù hợp để triển khai hệ thống. Thì nếu mà chúng ta không không có làm được cái việc đó thì chúng ta phải quan tâm đến cái mức độ cam kết và ưu tiên. Nếu mà chúng ta đã quyết định là ví dụ như chạy dự án triển khai hệ thống ERP chúng ta cùng thời điểm với một cái dự án cũng khá là quan trọng khác, thì đến khi mà có những cái conflict, những cái buổi họp quan trọng mà cả hai dự án đều cần người dùng trong một cái tuần đó, thì ban quản lý hay ban điều hành phải là người đưa ra một cái thông điệp rõ ràng là trong cái tuần đó chúng ta sẽ tập trung cho cái dự án này hay cái dự án ERP. Và cái thông điệp đó nó phải được đi xuống đến cấp quản lý chung và người dùng cuối cùng, để mọi người hiểu rõ được rằng ở cái tuần đó hay là cái tháng đó cái công việc, cái mức độ cam kết và ưu tiên của họ nó sẽ tập trung cho cái dự án nào để không làm ảnh hưởng đến cả hai dự án chẳng hạn. Yếu tố thứ ba, cái này thường mọi người sẽ ít nghe và để ý đến và chỉ cảm nhận được nó quan trọng khi mà chúng ta đến được cái thời điểm trong triển khai mà chúng ta cần cung cấp dữ liệu cho hệ thống ERP mới. Đó là chúng ta mới nhận ra rằng là thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất data từ các cái hệ thống cũ ra như thế nào, và cái data nó xuất ra nó rất là khác so với cái data mà hệ thống mới của chúng ta cần. Thì trong quá trình này mình có để thứ tự ưu tiên của các cái loại data mà chúng ta sẽ cần xuất ra, và cái công việc ưu tiên đó là khi mà chúng ta xuất data ra, nếu mà chúng ta chưa có dọn dẹp
data của chúng ta trước khi mà cái bước cung cấp data này nó diễn ra, thì chúng ta nên tập trung vào chuyện dọn dẹp nha, chứ không nên thay đổi cấu trúc hay là thêm thắt gì hết. Nhớ là chỉ tập trung vào việc dọn dẹp và chuyển đổi, sau đó là chuyển đổi thông tin data qua cái dạng data mà chúng ta có thể cho import vào cái hệ thống mới của chúng ta. Cái bước này tại sao nó quan trọng là ở cái bước này thường là chúng ta chỉ làm một lần ngay lúc đầu của dự án. Thì ở bước này chúng ta sẽ có cái đối tác triển khai hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cái công việc này. Cái công việc này chúng ta biết nhưng mà khi làm thực tế nó sẽ rất là mất thời gian, tại vì chúng ta chưa có quen với cái việc import data vào hệ thống, nên chúng ta nên tập trung vào cái công việc chuyển đổi, dọn dẹp data và tận dụng được cái nguồn lực từ cái đối tác triển khai. Tiếp theo là bước thứ tư, yếu tố thứ tư, đó là cũng là một yếu tố mà khó thực hiện và cũng khó được mọi người để ý đến, đó là trong quá trình mà lấy yêu cầu cho hệ thống ERP mới, chúng ta thường là sẽ có một cái đội dự án nội bộ đi lấy yêu cầu, và đi lấy yêu cầu này chúng ta sẽ tập trung vào là hoặc là người đứng đầu của mỗi bộ phận, hoặc là một cái super user, hay là một cái người mà rất hiểu được cái hoạt động của bộ phận đó. Chúng ta không thể nào mà nói chuyện với tất cả mọi người trong cái bộ phận đó để lấy yêu cầu được. Thì trong cái quá trình này chắc chắn sẽ có những cái thiếu sót về yêu cầu. Thì chỉ đến khi mà chúng ta để được những cái người dùng cuối tham gia vào hệ thống sử dụng thử testing hay là gì đó, thì những cái thiếu sót này nó mới được phát hiện. Thì cái này nó khá là khó để mà tránh được hoàn toàn. Thì một trong những cái yếu tố mà giúp chúng ta vận hành suôn sẻ hơn sau này là chúng ta để những cái người dùng cuối này được nhìn thấy, ít nhất là được nhìn thấy ha, hay là cho họ tham gia vào quá trình kiểm thử luôn. Đừng có để một người tham gia vào quá trình kiểm thử trong mỗi phòng ban, nếu mà có thể chúng ta để một vài người tham gia thì chúng ta sẽ phát hiện được những thiếu sót này sớm hơn. Đa số các cái thiếu sót ở cái bước này nó sẽ không quá quan trọng, nên mình sẽ có một cái yếu tố thứ năm liên quan đến cái yếu tố thứ tư này, đó là khi mà chúng ta phát hiện ra những cái thiếu sót, những cái lỗi, thì chúng ta phải bình tĩnh và phân tích cái nào quan trọng và cái nào nó chỉ là nice to have thôi á, nó giống như là một cái cải tiến nhỏ thôi. Thì chúng ta tập trung, tại vì trong cái quá trình triển khai này chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian đâu, nên chúng ta chỉ tập trung vào đáp ứng những cái yêu cầu quan trọng và sửa những cái lỗi quan trọng nhất trong trong cái quá trình này, và để những cái yêu cầu ít quan trọng hơn vào một cái giai đoạn khác, giai đoạn 2, giai đoạn 3, hay là một cái giai đoạn cải tiến sau khi mà chúng ta đã triển khai thành công xong cái hệ thống của chúng ta. Và đến yếu tố cuối cùng, đó là về mặt chuyển giao công nghệ và kiến thức. Thì ở đây nó cũng là một yếu tố mà ít được mọi người, đặc biệt là trong cái đội dự án nội bộ quan tâm. Tại vì họ nghĩ rằng trong cái quá trình triển khai này là họ phải tận dụng hết cái nguồn lực của bên đối tác triển khai. Có nghĩa là có bao nhiêu việc được cứ giao hết cho đối tác làm đi. Và chúng ta chỉ cần đảm bảo là đối tác làm xong việc. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng cái mục đích của cái quá trình triển khai này, hai bên làm việc với nhau đó, là cái đội dự án nội bộ phải học hỏi càng nhiều càng tốt kinh nghiệm và kiến thức từ đối tác triển khai, để chúng ta có thể làm chủ được hệ thống của chúng ta sau này, để chúng ta có thể tự mình xử lý được các cái tình huống phát sinh sau này. Sau khi mà phát sinh xử lý tình huống xong thì chúng ta phải nghĩ đến cái giai đoạn là cải thiện hệ thống nữa. Thì khi mà chúng ta đã làm chủ được cái công nghệ và hệ thống rồi thì chúng ta có thể thực hiện các cái bước cải thiện hệ thống một cách dễ dàng. Đa số là các cái công ty nếu mà có cái hệ một cái đội dự án nội bộ mạnh á, thì họ có thể làm được các cái giai đoạn sau của dự án nội bộ luôn, và không cần phải tốn thêm chi phí cho việc sử dụng tư vấn bên ngoài. Thì đến đây mình xin tóm tắt lại 6 cái yếu tố quan trọng trong triển khai, và cũng cùng nhìn lại 6 cái yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn một hệ thống ERP. Đến đây là cũng là về mặt lý thuyết cũng đã kết thúc cái phần trình bày của nữ, thì nữ cũng chỉ muốn quay lại hai cái ví dụ ban đầu mà mình đưa ra cho quý vị về cái hệ thống
ERP hiện đại. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái hướng đó thì chúng ta sẽ quay lại cái hệ thống mà của JD Expert ở bên Thái Lan mà Nữ đã từng thấy. Thì nếu mà chúng ta lựa chọn một cái hệ thống mà chúng ta để mà cái hệ thống nó sử dụng trong 25 năm trời, không có một cái update hay là cải thiện gì hết, và mặc dù là Nữ chưa sử dụng hệ thống nào ở Việt Nam, nhưng mà đã từng nghe rất là nhiều trường hợp là cũng có rất là nhiều công ty có chung cái trường hợp này. Trong cái trường hợp này đó là triển khai một hệ thống ERP xong rồi là cứ thể để nó như thế, không không làm thêm bất cứ một cái cải thiện hay là improve hay update gì hết, tại vì họ sợ là một cái hệ thống ERP nó rất là phức tạp. Nên khi mà chúng ta upgrade hay là update gì đó thì chắc chắn là sẽ có sai sót gì đó nó xảy ra, và họ sợ là nguyên hệ thống nó sẽ crash luôn mà không thể dùng được nữa, nên không ai dám update cái hệ thống luôn. Thì cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta lựa chọn được một cái hệ thống mà nó dễ nâng cấp, dễ cấu hình, thì chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp đó. Và chúng ta phải luôn nhớ rằng đối với cái tình hình hiện tại kinh doanh trên thế giới hiện tại, mọi thứ luôn biến động, mọi thứ luôn thay đổi. Thì cái việc mà cái xu hướng hiện đại này nó sẽ được thể hiện qua là chúng ta nên triển khai một cái hệ thống nó đơn giản, nó tinh gọn nhất có thể, nhưng mà nó có thể hỗ trợ chúng ta vận hành được đa số các cái quy trình quan trọng nhất trong công ty. Sau đó chúng ta sẽ cải thiện từ từ. Dựa trên kinh nghiệm của Nữ trong mười mấy năm qua làm việc với hệ thống ERP thì không có một cái hệ thống nào mà triển khai một cái là nó hoàn thiện, nó hoàn chỉnh liền, hay là nó hoàn hảo. Thật sự là không có hệ thống nào hoàn hảo luôn ha. Chúng ta không nên dùng cái từ hoàn hảo đối với hệ thống ERP. Thì chúng ta nên nhớ những cái việc mà chủ động đó, thì nó sẽ giúp chúng ta có được một cái hệ thống hoàn chỉnh để giúp chúng ta vận hành công ty, nhưng mà nó cũng sẽ linh hoạt để chúng ta có thể bắt kịp các cái xu hướng, những cái thay đổi trong môi trường kinh doanh. Có thể là hệ thống của chúng ta nó đã hoàn chỉnh trong cái thời điểm hiện tại này, nhưng mà mấy tháng tới có thể là nhà cung cấp của chúng ta thay đổi, hay là khách hàng của chúng ta thay đổi, hay là một cái biến động lớn như dịch COVID xảy ra năm 2020 chẳng hạn, thì cái hệ thống của chúng ta nó phải linh hoạt được cái mức là chúng ta có thể tiếp tục thay đổi và cải thiện nó. Thì nếu mà chúng ta tập trung vào các cái yếu tố này ngay từ đầu thì cái quá trình mà hoàn thiện và cải tiến hay là ứng biến nó sẽ rất là dễ dàng trong tương lai. Thì đến đây phần trình bày của Nữ xin được kết thúc. Nếu mà các bạn có các câu hỏi gì liên quan đến các cái yếu tố này thì các bạn hãy để trong phần Q&A và chúng tôi sẽ trả lời ở một cái bước tiếp theo nha. Ok, cảm ơn phần trình bày và chia sẻ của chị Nữ. Thì qua phần trình bày và chia sẻ của chị Nữ thì Thiện tin chắc rằng với vai trò là chủ doanh nghiệp hoặc là với vai trò là những người quản lý và điều hành doanh nghiệp thì các anh chị có thể biết được là những yếu tố nào quan trọng khi lựa chọn một cái giải pháp và hệ thống ERP cho phù hợp. Và khi mà thực hiện cái việc triển khai á, thì chúng ta phải cân nhắc đến những yếu tố nào và chúng ta sẽ quyết định đâu là yếu tố quan trọng để giúp cho cái việc mà thực hiện triển khai giảm thiểu được những cái rủi ro không đáng kể và những cái rủi ro giúp cho cái dự án của mình có thể là thành công một cách nhanh chóng. Thì phần tiếp theo là phần chia sẻ và trình bày của anh Ngọc. Thì anh Ngọc sẽ đến với chủ đề là cách mạng trong việc quản lý doanh nghiệp với Suất Success. Xin mời anh Ngọc ạ. Ok, cảm ơn anh Thiện. Trước tiên thì cũng xin hỏi lại các anh chị và các bạn đã nhìn thấy màn hình chia sẻ rồi đúng không? Và các anh chị cũng nghe rõ rồi đúng không? Ok, chúng ta cùng tiếp tục sự kiện ngày hôm nay với chủ đề tiếp theo được gọi là Sweet Success, giải pháp cho các thách thức khi lựa chọn và triển khai dự án ERP. Thì vừa rồi các anh chị đã được nghe chị Nữ chia sẻ về 12 yếu tố quan trọng trong lựa chọn và triển khai ERP, và đó là góc nhìn của chị Nữ dưới góc độ là một chuyên gia tư vấn hệ thống ERP độc lập. Nếu các anh chị đã từng đi tìm phần mềm ERP, đã từng làm việc với các nhà cung cấp giải pháp ERP và đặt câu hỏi cho họ là
đâu là yếu tố cốt lõi để đảm bảo thành công của dự án ERP, thì tôi tin rằng hầu hết các nhà cung cấp đều cho rằng đó là các yếu tố về giải pháp này, vai trò của đối tác này, và một điều rất quan trọng nữa đó là vai trò của khách hàng. Và thực ra tất cả các yếu tố mà chị Nữ đã chia sẻ thì đâu đó nó cũng đều liên quan đến ba yếu tố là giải pháp, đối tác và khách hàng. Trong đó chúng ta thấy khá rõ ràng các yếu tố liên quan đến giải pháp và đối tác. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan đến phía khách hàng như là về ngân sách này, kế hoạch chiến lược hay là làm thế nào để xác định được độ ưu tiên, vấn đề dữ liệu vân vân, thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các anh chị với vai trò là doanh nghiệp, các anh chị chưa từng triển khai ERP, các anh chị có thể hiểu, làm được và làm tốt các yếu tố đó không? Ví dụ như là ngân sách như thế nào thì phù hợp? Ví dụ như là dựa vào đâu để xác định đâu là nhu cầu trọng yếu và chiến lược nó là như thế nào? Thì chính vì vậy đối với chúng tôi ấy, nó còn một yếu tố nữa quan trọng hơn, đó chính là yếu tố về phương pháp luận. Và yếu tố này nó xuyên suốt cả ba yếu tố giải pháp, đối tác và khách hàng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn về yếu tố phương pháp luận này ngay sau đây. Và đó chính là khái niệm mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay về suite success. Thì suite success thực chất nó là giải pháp về mặt phương pháp luận. Và nó bao gồm cấu thành là bốn yếu tố: giải pháp này, cách tiếp cận này, cách ứng dụng, và cuối cùng đó là tối ưu hệ thống. Và suite success đối với chúng tôi nó được kỳ vọng là một giải pháp cho các thách thức khi lựa chọn và triển khai tấm ERP để đem lại sự thành công cho khách hàng. Và ở đây tôi sử dụng cái từ nó gọi là customer success, với cái hàm ý nó không chỉ là sự thành công của dự án ERP đơn thuần ở góc độ là phải go live nhanh hơn này, tiết kiệm chi phí này, mà sự thành công của khách hàng ở đây phải còn ở cái góc độ là giúp cho khách hàng thúc đẩy sự phát triển, mở rộng sự kinh doanh trong tương lai. Cụ thể hơn về giải pháp success thì chúng ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu bốn yếu tố cấu thành nên cái giải pháp success này. Thì yếu tố đầu tiên nó là yếu tố về giải pháp. Và nếu các anh chị đã từng gặp khó khăn về mặt chiến lược cần phải như thế nào, thì đối với cái tư duy success này, chiến lược chính là tận dụng cái tri thức sẵn có trong cái bộ giải pháp đã được chuẩn hóa. Và giải pháp này đã được sử dụng bởi hàng chục ngàn doanh nghiệp toàn cầu, tương tự như là doanh nghiệp của anh chị. Và ở góc độ là nếu các anh chị gặp băn khoăn và chưa rõ về cái việc là lập ngân sách đầu tư bao gồm những chi phí gì, như là phần cứng, phần mềm này, bảo mật này, bảo trì như thế nào, thì đối với cái giải pháp suy xét này, ngân sách chính là một khoản đầu tư duy nhất cho tất cả các yếu tố bao gồm phần cứng, phần mềm, bảo mật, bảo trì. Và nếu các anh chị gặp khó khăn trong vấn đề là xác định thế nào là nhu cầu trọng yếu, đâu là những phân hệ, những cái khó khăn mà chúng ta cần tập trung để xác định độ ưu tiên, thì đối với cái giải pháp suy xét này nó chính là việc đề xuất ưu tiên sử dụng những cái thứ sẵn có trong cái bộ giải pháp đóng gói sẵn của phần mềm. Và các giải pháp ERP khác, cho dù có muốn làm theo cái cách này, nhưng nếu không có các yếu tố có sẵn như là chuẩn hóa về bộ giải pháp theo mô hình này, theo lĩnh vực của doanh nghiệp này, nếu không có sẵn các quy trình chuẩn hóa và bản địa hóa cho Việt Nam, cũng như tất cả những hệ thống, vai trò, dashboard quản trị, KPI, báo cáo, ngay từ những ngày đầu tiên, thì cũng rất khó có thể vận hành theo một cái phương pháp tư duy giống như là suite success này. Còn cụ thể hơn về như thế nào là một bộ giải pháp có sẵn theo mô hình, như thế nào là hệ thống quy trình sẵn có được bản địa hóa, thì tôi xin phép lấy một vài cái ví dụ về cái tính sẵn sàng của yếu tố giải pháp trong cái bộ giải pháp suy ra này. Ví dụ như ở đây là một màn hình quản trị của một doanh nghiệp, và những cái màn hình này nó đã được xây dựng theo tất cả những cái vai người dùng tương ứng với mô hình tổ chức của một doanh nghiệp trong lĩnh vực cụ thể, ví dụ như là lĩnh vực sản xuất, ví dụ như là lĩnh vực bán lẻ, phân phối, bán buôn, những ngành dịch vụ. Sự khác nhau giữa các lĩnh vực khác nhau đó thì cũng đã dẫn đến cái sự khác nhau trong việc phân vai trò người dùng.
Và với mỗi vai trò có sẵn này thì nó đi kèm với hệ thống tất cả những quy trình chuẩn giúp cho doanh nghiệp, phòng ban, người dùng tận dụng được tất cả những tri thức của ngành và triển khai sẽ nhanh hơn. Ví dụ thứ hai về cái màn hình quản trị sẵn có, nó gọi là dashboard cho các lãnh đạo cũng như là các cấp trưởng phòng của doanh nghiệp, thì sẽ luôn gồm tất cả những tính năng, ví dụ như là những tính năng nhắc nhở giúp cho người sử dụng lãnh đạo có thể tập trung vào những cái công việc quan trọng nhất, giúp cho việc hỗ trợ điều hành và ra quyết định. Và những cái hệ thống nhắc nhở này nó đều là những cái có sẵn và chúng ta chỉ cần đánh giá, khai thác và sử dụng mà thôi. Một ví dụ thứ ba đó là cái tính sẵn sàng về tất cả những cái chỉ số quản trị có sẵn theo ngành. Ví dụ tất cả những chỉ số về doanh thu, bán hàng, tài khoản trong những ngành về phân phối, quản lý tồn kho, thì tất cả những chỉ số cơ bản như vòng quay hàng tồn kho, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng, tỷ lệ sử dụng tối ưu dung tích kho, vân vân. Tất cả những chỉ số đó thì đều là có sẵn trong cái bộ giải pháp chuẩn này. Và theo thống kê thì hiện nay chúng tôi có khoảng hơn 200 những cái bộ chỉ số quản trị này có sẵn, và những cái nhắc nhở ban nãy tôi chia sẻ thì cũng gồm hơn 300 những cái nhắc nhở sẵn rồi. Một ví dụ tiếp theo đó là cái tính sẵn sàng về tất cả những cái báo cáo cũng như là cái tính năng để giúp cho người dùng có thể thích ứng sử dụng hệ thống ngay từ những ngày đầu tiên với yếu tố ít thời gian tiếp cận với phần mềm nhất có thể. Và một trong những cái yếu tố như tôi đã chia sẻ về cái khả năng đã đem đến cái sự thành công cho khách hàng trong cái giải pháp Swiss, đó là không chỉ làm cho cái dự án ERP thành công mà còn sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy cho cái sự phát triển mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai. Ví dụ như là chúng ta sẽ có nhu cầu mở rộng ra hệ thống đa công ty, đa chi nhánh, đa ngành nghề, thì tất cả những cái nhu cầu phát triển đó hệ thống luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ. Yếu tố thứ hai trong giải pháp Swiss này đó là về cách tiếp cận. Nếu các anh chị với vai trò là khách hàng, các anh chị gặp khó khăn về vấn đề thế nào là kế hoạch và chiến lược lựa chọn, cũng như là đánh giá phần mềm, kế hoạch đó cần phải bao nhiêu bước, tiêu chí là gì, thì với cái giải pháp Swiss này chúng tôi sẽ tư vấn với các anh chị với một cái chiến lược, đó là chiến lược về việc tận dụng tri thức quản trị của ngành, của các doanh nghiệp trên thế giới đã ứng dụng thành công một cái giải pháp cụ thể. Nếu các anh chị gặp khó khăn trong vấn đề ngân sách và loay hoay không biết xây dựng bản kế hoạch ngân sách cho dự án trong năm thứ nhất, năm thứ hai, hoặc là bản kế hoạch ngân sách cho dự án trong 3 năm, trong 5 năm chẳng hạn, thì với cái giải pháp Swiss này chúng tôi sẽ đưa ra cái hướng dẫn để giúp cho cái việc tối ưu ngân sách nhờ cái việc là loại bỏ hoàn toàn sự không ăn khớp về mặt phạm vi giữa trước và sau khi triển khai. Nếu các anh chị băn khoăn về cái vấn đề đánh giá cái năng lực đối tác, thì với cái giải pháp Swiss này nó chính là cái khả năng chuyển giao tất cả những tri thức quản trị của đối tác cho khách hàng ngay từ khi tiếp cận từ những ngày đầu, chứ không chỉ ở quá trình triển khai. Điều này giúp cho khách hàng đánh giá nhà cung cấp về mặt năng lực một cách rõ ràng và đầy đủ hơn. Một vấn đề khác như là vấn đề thử thách trong vấn đề xác định nhu cầu và trọng yếu chẳng hạn, thì cái tư duy và đối với cái Swiss này thì cách tiếp cận ở đây là chúng ta xác định nhu cầu trọng yếu dựa trên cái việc học hỏi, kế thừa và tận dụng những cái tri thức quản trị của ngành của các doanh nghiệp tương tự như chúng ta đã vận hành hệ thống thành công, thay vì chúng ta tiếp cận theo cách là chúng ta tự nghĩ ra danh sách tất cả những cái nhu cầu, và cái việc chúng ta tự đưa ra những cái nhu cầu của chúng ta đó rất khó để đảm bảo yêu cầu đó là đầy đủ cho hiện tại và cho tương lai, đúng không ạ? Cụ thể hơn về cái yếu tố cách tiếp cận này, thì nếu các anh chị đã từng hoặc đã đang tiếp cận một nhà cung cấp nào đó theo trong quá trình lựa chọn hệ thống ERP, thì các anh chị có thể mường tượng và hình dung được đây là một cách tiếp cận rất truyền thống mà hầu hết tất cả những cái đơn vị tư vấn ERP ngoài kia đang áp dụng, và với chúng tôi nó được gọi là cách tiếp cận truyền thống mang tính may đo phần mềm theo yêu cầu. Cụ thể là như nào? Nhà cung cấp đó sẽ bắt đầu với các anh chị bằng cái việc là đến khảo sát nhu cầu chi tiết
trong quá trình bán hàng. Dựa vào danh sách tất cả những yêu chú thích đó, tức là dựa vào tất cả những cái gì các anh chị có thể đưa ra cho họ về mặt danh sách yêu cầu. Danh sách yêu cầu đó có thể đủ cho hiện tại và cho tương lai thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào tính sẵn sàng của anh chị. Sau đó họ sẽ xây dựng cái bản demo giải pháp theo chính xác tất cả những yêu cầu đó. Nếu thành công, thuyết phục được thì dẫn đến việc ký hợp đồng và dự án sẽ bắt đầu triển khai bằng cái việc chuyển giao từ đội ngũ kinh doanh sang đội ngũ triển khai. Và trong quá trình triển khai, đội triển khai lại là một đội khác sẽ tiến hành khảo sát tất cả những nhu cầu thực tế một lần nữa trước khi bắt tay vào ứng dụng phần mềm. Thì cái cách làm này có rất nhiều nguy cơ dẫn đến cái sự không ăn khớp về mặt phạm vi, về mặt yêu cầu giữa những gì các anh chị nhìn thấy ở phần mềm trong quá trình mua sắm với những cái gì thực tế sẽ được triển khai trong quá trình triển khai, và nó có nguy cơ rất cao dẫn đến cái việc triển khai sẽ lâu, khó ăn khớp giữa thực tế và hợp đồng. Và nếu các anh chị vẫn đang tiếp cận một nhà cung cấp nào đó, một giải pháp nào đó theo cái cách như thế này, thì theo chúng tôi nó sẽ có một câu hỏi rất lớn về mặt chiến lược và kế hoạch. Nó sẽ có một vấn đề còn để ngỏ về mặt chuyển giao cũng như là vấn đề về năng lực của đối tác. Còn đối với chúng tôi, với cái giải pháp suy xét này, chúng tôi tiếp cận theo một cái tư duy và cách hoàn toàn mới. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ cái bước nó gọi là đánh giá và ăn khớp mức độ phù hợp của khách hàng đối với cái giải pháp chuyển ngành. Thì dựa trên đó thì cái quá trình tiếp cận và triển khai chúng tôi có thể hoàn toàn tối ưu được chiến lược và kế hoạch triển khai. Và lợi ích là khi quá trình triển khai chúng ta chỉ kích hoạt cái bộ giải pháp chuyên ngành đó và thực hiện cá nhân hóa những phần còn lại chưa ăn khớp giữa doanh nghiệp và giải pháp chuẩn mà thôi. Thì với cái cách tiếp cận này thì chúng ta sẽ thấy đó là một cách tiếp cận mà giải pháp và nhà cung cấp đã có cam kết về mặt phạm vi ngay từ khi bán hàng và đảm bảo những yếu tố đó sẽ được hiện thực hóa trong quá trình triển khai. Điều này sẽ giúp tăng tốc cái dự án triển khai với cái mức độ thành công cao hơn rất nhiều. Thì nói đến điều này thì nghe có vẻ nó rất là khó khả thi đúng không ạ? Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây á, là nằm chính ở cái bước đầu tiên, nó được gọi là bước đánh giá và ăn khớp mức độ phù hợp của khách hàng đối với giải pháp chuyên ngành. Thì những giải pháp, những đối tác nào làm tốt được việc này, đó chính là thể hiện ở cái vai trò, cái năng lực của đối tác, năng lực của đối tác đủ tầm để hướng khách hàng theo cái cách tiếp cận tối ưu này. Và cụ thể của cái việc là đánh giá ăn khớp này như thế nào thì ở đây với nó liên quan rất chặt chẽ tới cái yếu tố đầu tiên của giải pháp suy xét, đó là yếu tố giải pháp. Tức là trong bộ giải pháp sẵn có theo chuẩn ngành đã có tất cả những cái quy trình, chuẩn mực, hệ thống báo cáo đầy đủ trong một khách hàng trong lĩnh vực cụ thể từ những ngày đầu tiên, và cách tiếp cận từ những cái ngày đầu tiên đối với khách hàng trong quá trình đánh giá và lựa chọn là tôi đem tất cả những cái đó ra chia sẻ cho khách hàng với cái mục tiêu là để đánh giá cái mức độ phù hợp giữa giải pháp chuẩn và cái mô hình hiện tại của doanh nghiệp. Thì trong tất cả những cái bộ giải pháp chuẩn và những cái công cụ để phục vụ cho cái bước đánh giá và ăn khớp này, nó sẽ bao gồm các thứ như là chúng tôi đến với các anh chị với những hiểu biết khá là chuyên sâu về ngành theo từng quy trình. Ví dụ như là chúng tôi sẽ chia sẻ: các anh chị ơi, đối với quy trình bán hàng thì theo thông lệ của các doanh nghiệp trong ngành này, chúng tôi nhận thấy có bốn thử thách quan trọng này, liệu các anh chị có gặp phải những vấn đề đó không, và chúng tôi chia sẻ tất cả những quy trình, tất cả những cái chỉ số quản trị liên quan đến quy trình bán hàng. Tương tự như vậy, nó cũng sẽ là tất cả những cái thử thách sẽ được chia sẻ, những hệ thống quy trình, những hệ thống chức năng chúng tôi sẽ chia sẻ cho khách hàng đối với quy trình bán hàng, cũng như là đây là một ví dụ khác về tất cả những cái khó khăn thử thách khi vận hành cái bộ máy kế toán và hệ thống sẽ đáp ứng được cái gì. Thì theo ví dụ này, các anh chị sẽ thấy cái cách tiếp cận của chúng tôi ở đây là không phải chúng tôi đến với cái và câu hỏi
Các anh chị ơi, các anh chị gặp khó khăn, thử thách gì? Các anh chị có thể chia sẻ để chúng tôi giải quyết được không? Mà chúng tôi tiếp cận theo cái hướng chia sẻ tất cả những khó khăn, thử thách chung của ngành với cái mục tiêu là làm ăn khớp giữa cái tri thức quản trị của ngành với những gì đang diễn ra ở doanh nghiệp. Thì một ví dụ rất là phổ biến mà tôi thường xuyên gặp đối với tất cả doanh nghiệp Việt Nam ở đây trong cái cách tiếp cận này. Ví dụ như là nếu mà chúng tôi đến gặp bộ phận kế toán và câu hỏi là các anh chị có thể giúp chúng tôi nêu ra ba cái thử thách cốt lõi, ba cái vấn đề cốt lõi mà bộ phận tài chính kế toán hiện nay gặp phải được không? Thì với cách tiếp cận như thế thì rất khó cho chúng tôi, rất khó cho các anh chị có thể đưa ra những cái gọi là cái thử thách cốt lõi trong vận hành tài chính kế toán. Thì phần lớn những câu hỏi chúng tôi nhận được là thực ra chúng tôi cũng không có nhiều vấn đề gì lớn đến đâu, chẳng qua mọi thứ thì có một phần đó là thủ công, mọi thứ nó chưa được tự động hóa nhiều lắm. Thì nhìn vào đó thì cảm giác như là bộ máy kế toán nó cũng không có vấn đề gì cần phải cải tiến cả. Nhưng mà khi chúng tôi đặt lại một cái câu hỏi là gì, vậy thì cứ cuối mỗi tháng các anh chị mất bao lâu mới có thể hoàn thành được cái công tác kết chuyển cuối kỳ khóa sổ và gửi báo cáo cho lãnh đạo? Thì thông thường chúng tôi sẽ nhận được câu trả lời là khoảng từ 2 đến 3 tuần. Vậy thì đối với doanh nghiệp đó chưa phải là vấn đề, đó chưa phải là cái yếu tố cốt lõi cần phải cải tiến. Nhưng đối với chúng tôi, với cái hiểu biết về ngành, thì chúng tôi có những cái tiêu chuẩn về ngành và chúng tôi có thể chia sẻ rằng là nếu các anh chị đã mất đến 2 đến 3 tuần mới có thể hoàn thành cái công tác khóa sổ cuối kỳ thì có nghĩa là các anh chị đang ở dưới đáy của ngành rồi. Những doanh nghiệp mà người ta tốt hơn, người ta đã ứng dụng ERP dù giải pháp A hay giải pháp B thì người ta đã có thể hướng tới đến cái việc là chỉ mất có 3 ngày cuối mỗi tháng là hoàn thành tất cả những công tác về kế toán như là phân bổ chi phí tính giá thành để có được báo cáo cho lãnh đạo rồi. Thì đấy là một ví dụ rất rõ để chúng ta thấy rằng gì, nếu mà cách tiếp cận theo cái việc là đặt câu hỏi để các anh chị chia sẻ những thử thách khó khăn thì không chắc các anh chị đã thực sự và hiểu là các anh chị đang khó ở đâu, cần phải giải quyết bài toán gì. Còn chúng tôi thì đến với anh chị chia sẻ những cái thử thách chung của ngành như thế để giúp cho doanh nghiệp nhận ra rằng à, hóa ra từ trước đến nay chúng ta chưa thực sự tốt trong công tác quản trị tài chính kế toán, đúng không ạ? Tiếp theo, yếu tố thứ ba trong giải pháp suy xét đó là câu chuyện về ứng dụng, hay cụ thể hơn là triển khai cái hệ thống ERP. Thì đối với cái giải pháp suy xét này thì yếu tố chiến lược ở đây đó chính là câu chuyện là cam kết dài lâu với khách hàng chứ không phải là một dự án duy nhất. Thì đây là một ý mà vừa rồi chị Nữ cũng chia sẻ khá rõ ràng, và đối với các anh chị ở vai trò khách hàng nó rất quan trọng về tư duy và cách tiếp cận. Ở chỗ là với cái tư duy suy xét này là chúng tôi, đối tác và đơn vị cung cấp giải pháp luôn luôn đi theo một cái tư duy là cam kết dài lâu với khách hàng. Và cái năng lực đối tác được thể hiện ở trong chỗ này, ở cái khía cạnh là đối tác sẵn sàng đương đầu với bất cứ thay đổi mở rộng nào thêm của khách hàng trong tương lai. Đó là ví dụ như là các anh chị băn khoăn tìm cách vượt qua thử thách về mặt độ ưu tiên cũng như là làm thế nào để tối ưu được ngân sách thực hiện, thì với cái giải pháp suy xét này chúng tôi tiếp cận theo phương pháp triển khai nhanh chóng với việc chia ra nhiều giai đoạn. Đặc biệt yếu tố cốt lõi ở cái giai đoạn ứng dụng này nó được thể hiện ở về mặt tư duy chính là nằm ở chỗ gọi là hệ thống phải có khả năng cấu hình, mở rộng và nâng cấp một cách dễ dàng. Chính là cái hình mà tôi cố ý để nó to hơn một chút so với yếu tố khác. Bởi vì không phải bất cứ giải pháp mà đối tác nào cũng có thể đủ tự tin để cam kết với các anh chị một hành trình dài lâu qua nhiều giai đoạn. Một dự án không chỉ là một năm, không chỉ là 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, mà nó là cái hành trình gắn kết trong 3 năm và 5 năm với khách hàng. Bởi vì cái yếu tố cốt lõi ở đây ấy, là chúng tôi rất tự tin vào cái khả năng dễ cấu hình, mở rộng và nâng cấp của hệ thống, và cái độ tự tin của đối tác trong cái việc cam kết hành trình dài lâu đối với khách hàng, đúng không ạ? Cụ thể hơn về cái việc là cái tư duy ứng dụng mang tính cam kết dài lâu và triển khai nhanh chóng chia nhiều giai đoạn này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái ví dụ.
Đây là một cái ví dụ có thể gọi là một cái bản hướng dẫn về lộ trình ứng dụng linh hoạt nhiều giai đoạn trong một doanh nghiệp nói chung. Chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái bản lộ trình ứng dụng như thế này, nhưng mà cho các khách hàng trong lĩnh vực nhau, ví dụ như là bản lộ trình ứng dụng cho doanh nghiệp trong ngành F&B tập trung sản xuất, bản lộ trình ứng dụng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ chẳng hạn. Thì đây nó là cái hướng dẫn để vừa giúp cho đối tác cũng như là khách hàng nhìn được kế hoạch dài hạn, để cái kế hoạch này nó mang tính cam kết dài lâu với khách hàng. Trong mặt kế hoạch này, ví dụ như các anh chị sẽ thấy là gì? Làm thế nào để ứng dụng được giải pháp xuyên xét triển khai EB trong 100 ngày? Thì cái giai đoạn đầu tiên được đề xuất và phần lớn những doanh nghiệp sự ứng dụng đó là hãy triển khai hệ thống ERP lõi với phần hành kế toán làm trung tâm, có thể có thêm phân hệ quản trị quan hệ khách hàng. Thì với cái phạm vi như này, liên quan đến yếu tố chị nữ đã chia sẻ về mặt xác định độ ưu tiên, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng triển khai thành công một dự án ERP trong vòng 100 ngày. Còn đối với chúng tôi, cái bản lộ trình này cũng đã có tất cả những hướng dẫn cho giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 5. Thì có thể sau khi giai đoạn đầu chúng ta có thể sử dụng túi hệ thống trong 1 đến 2 năm, sau đó chúng ta có thể triển khai mở rộng thêm những phân hệ mới như là đa công ty hợp nhất, bài toán về kế hoạch và ngân sách trong vòng 4 đến 6 tháng, những cái vấn đề chuyên sâu hơn như là mua hàng nâng cao, quản lý kho nâng cao, thương mại điện tử, mô hình đa sổ, thậm chí sau đó mới đầu tư vào tự động hóa marketing và cái bài toán kế hoạch chuyên sâu chẳng hạn. Thì đó là tất cả những cái phân hệ mà chúng tôi đã đưa vào thành cái bộ hướng dẫn cho khách hàng tham khảo ứng dụng trong kế hoạch. Ví dụ nếu mà chúng ta nhìn theo ví dụ này thì có thể 5 giai đoạn cũng có thể kéo dài trong vòng 10 năm. Đó chính là cái yếu tố về mặt cách tiếp cận dài lâu với khách hàng với phương pháp chia nhiều giai đoạn. Còn tại sao chúng tôi có thể làm được như vậy? Thì cái yếu tố cốt lõi ở đây, như tôi chia sẻ, đó là cái tính linh động và sẵn sàng mở rộng của hệ thống. Và cái câu hỏi đặt ra là gì? Sau cái mức ứng dụng này, kết quả doanh nghiệp là có được những cái gì sau giai đoạn ứng dụng giải pháp xuyên suốt trong 100 ngày? Thì doanh nghiệp sẽ được, thứ nhất là doanh nghiệp sẽ được một cái hệ thống hạ tầng về nền tảng, vì các anh chị sẽ không cần phải quan tâm về đầu tư hệ thống phần cứng máy chủ, quan tâm đến vấn đề bảo mật, đảm bảo hệ thống online sao được phục hồi. Tất cả những yếu tố hạ tầng đó đã có sẵn trên hệ thống và các anh chị sẽ có được nó trong vòng 100 ngày đầu tiên. Cái thứ hai có được sau 100 ngày đó là một cái hệ thống mang tính nền tảng để hỗ trợ cho tất cả những cái nhu cầu phát triển mở rộng trong tương lai khi vận hành. Đó là khả năng tùy biến với kéo thả không cần lập trình, đó là khả năng thiết kế quy trình trực quan cũng không cần phải lập trình, khả năng tích hợp không giới hạn với tất cả những hệ thống nào khác, ví dụ như là hóa đơn điện tử chẳng hạn. Và đối với những cái phân hệ mà ứng dụng trong doanh nghiệp sau 100 ngày, đó là phân hệ của ERP lõi bao gồm bán hàng, mua hàng, quản lý kho, quản lý quan hệ khách hàng CRM và phân hệ tài chính kế toán. Với cái tư duy 100 ngày này thì ở giai đoạn đầu tiên về mặt hệ thống ERP chúng tôi có rất nhiều những phân hệ nâng cao khác, nhưng với tư duy này chúng tôi xếp để triển khai ở những giai đoạn sau của dự án. Ngoài ra một điều rất là khác biệt là gì? Với những cái doanh nghiệp mà có cái mô hình về đa công ty, đa chi nhánh thì ngay sau 100 ngày này các anh chị đã sẵn sàng có thể vận hành được cái khả năng đó với một cái bộ giải pháp nó gọi là One World, với khả năng về đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, đa công ty và không giới hạn công ty chi nhánh trong một quốc gia. Với cái sự mở rộng phát triển trong tương lai, ví dụ như là chúng ta muốn đa công thủ quốc gia, đa sổ hoặc là đa công ty, đa chi nhánh ở các quốc gia khác, thì trong cái tư duy của giải pháp xuyên suốt này chúng ta nên để ở những giai đoạn sau. Và đương nhiên những gì chúng ta có được ở giai đoạn 1 thì cũng chưa phải là những cái bộ giải pháp rất là chuyên sâu cho từng ngành cụ thể, ví dụ như là quảng cáo, in ấn phần mềm, sản xuất dịch vụ, bởi vì đây nó chưa phải là cái tư duy của bộ giải pháp xuyên suốt trong 100 ngày. Chúng tôi tiếp cận theo hướng để những cái phân hệ chuyên sâu này ở những giai đoạn sau của dự án. Và đồng thời, ngay từ 100 ngày đầu tiên các anh chị đã có được những cái chức năng về mặt tri thức doanh nghiệp, đó là những cái hệ thống báo cáo phân tích mang tính dự báo kéo thả, và đâu đó ngầm ở sau đó
đó là những cái công nghệ tốt nhất hiện nay về trí tuệ nhân tạo, học máy và dự báo, vân vân và vân vân. Đi kèm với cái bộ giải pháp đầy đủ như vậy thì các anh chị còn nhận được một bộ hệ thống tất cả những quy trình, tài liệu, quy trình mua hàng, bán hàng với những hướng dẫn và danh sách tất cả những cái chỉ số dashboard quản trị KPI report có sẵn trên phần mềm ngay trong 100 ngày đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái yếu tố cuối cùng của bộ giải pháp suy xét này, đó là câu chuyện về tối ưu. Cái yếu tố bất cứ nhà cung cấp nào cũng có thể nói với các anh chị về cái việc là tối ưu sau triển khai, đúng không ạ? Nhưng quan trọng là ở chỗ là ai là người thực hiện tối ưu việc đó và tối ưu việc đó như thế nào, và khách hàng có phải trả thêm chi phí cho những phần tối ưu đó không. Thì đối với cái giải pháp suy xét này của chúng tôi ấy, thì nhờ có một cái thế mạnh rất lớn của giải pháp, đó là khả năng tùy biến rất mạnh mẽ. Thì cái tư duy ở đây đó là cái việc tối ưu này sẽ được được gọi là rất là chủ động trong vận hành bởi chính khách hàng, giống như câu chuyện ban nãy chị Nữ vừa chia sẻ về cái việc là chúng ta có một cái chiến lược về cái độ dự án trong quá trình vận hành và sau triển khai. Thì cái sự khác biệt đối với cái giải pháp suy xét ở đây có nghĩa là gì? Thay vì các anh chị cần phải chuẩn bị một đội ngũ vận hành mang tính là các chuyên gia về kỹ thuật, biết lập trình để chủ động cho việc tối ưu, hoặc là thay vì các anh chị có một cái chiến lược là phải lệ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp với tất cả những cái nhu cầu chỉnh sửa thêm báo cáo, thêm quy trình trong tương lai, thì đấy là hai cái cách tư duy không phải là của SuccessFactors. Với cái tư duy của SuccessFactors ở đây là với cái khả năng mạnh mẽ về mặt mở rộng, linh động và tự vận hành, thì doanh nghiệp có thể xây dựng một cái chiến lược bằng cái việc là trang bị cái đội ngũ vận hành với một cái khả năng tự vận hành mà không cần phải có kiến thức chuyên sâu về mặt kỹ thuật. Đội ngũ vận hành hoàn toàn là những cái đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp mà thôi. Thì đó cũng chính là cái chiến lược về tối ưu về ngân sách vận hành, giảm thiểu cái chi phí vận hành và sẵn sàng cho sự mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai. Vừa rồi thì đó là yếu tố cuối cùng, và chúng ta cũng vừa trao đổi về bốn yếu tố cấu thành của cái giải pháp SuccessFactors, bao gồm là giải pháp, bao gồm là cách tiếp cận, đó là tư duy về sự ứng dụng, và cuối cùng đó là câu chuyện tối ưu. Và chung quy lại thì tôi có thể cho rằng SuccessFactors chính là giải pháp cho các thách thức khi doanh nghiệp các anh chị gặp phải trong quá trình lựa chọn và triển khai giải pháp ERP. Và SuccessFactors, như tôi đã nói, nó là một giải pháp về mặt phương pháp luận. Thì đã là một giải pháp thì chúng ta có thể đặt một câu hỏi là gì? Vậy thì yếu tố nào để đảm bảo cho việc ứng dụng cái giải pháp SuccessFactors này được thành công trong 100 ngày? Thì theo chúng tôi, tất cả của mọi thứ nó đều nằm ở vấn đề tư duy. Tư duy ở đây là nếu các anh chị đã từng nghe đến cái khái niệm nó gọi là agile, tức là linh động, thì tư duy ở đây là thứ nhất, thay vì chúng ta tư duy và tiếp cận theo cách truyền thống, đó là chống lại sự thay đổi bằng việc kỳ vọng là chúng ta phải làm tất cả mọi thứ một lần với một dự án ERP hay là một dự án chuyển đổi số với tất cả những cái yêu cầu đặt ra, thì cái tư duy đó nó sẽ dẫn đến một cái khả năng rất lớn là dự án sẽ bị đội chi phí lớn và tiềm tàng rất nhiều rủi ro, bởi vì rất khó cho doanh nghiệp có thể ngay từ những buổi đầu tiên đưa ra được tất cả những yêu cầu mang tính chính xác đầy đủ phù hợp cho một cái đại dự án của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì thay vào đó, đó là một cách tiếp cận mới theo cái cách nó gọi là thay vì chống lại sự thay đổi thì chúng ta tìm cách thích ứng với sự thay đổi. Chúng ta nên bắt đầu đơn giản, có kết quả nhanh, và đó là một hành trình dài liên tục cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nói về cái tư duy gọi là thích ứng với sự thay đổi thì có vẻ nó là rất là khó thực hiện, đúng không ạ? Bởi vì thực tế có rất ít những hệ thống trên trên thị trường hiện nay có đủ cái khả năng mạnh mẽ để thích ứng với mọi thay đổi như của doanh nghiệp. Tôi tin rằng là rất ít nhà cung cấp có thể cam kết với doanh nghiệp rằng gì hôm nay các anh chị đưa tôi 10 yêu cầu, nhưng chúng tôi cam kết và tự tin rằng trong quá trình triển khai hoặc sau này
các anh chị có thêm yêu cầu thứ 100 thì giải pháp của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Rất ít nhà cung cấp và giải pháp dám cam kết điều đó. Đó là lý do tại sao rất ít những nhà cung cấp có cái tư duy và cái giải pháp như là SuccessFactors. Nhưng với Oracle NetSuite, chúng tôi đó là ngoại lệ. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi rất tự tin và là một trong số rất rất ít những nhà cung cấp có thể tiếp cận với cái tư duy SuccessFactors như là những gì tôi đã chia sẻ. Và cái điều đó nó không phải chỉ là lý thuyết, bởi vì thực tiễn hơn 25 năm của Oracle NetSuite trên thị trường chúng tôi đã ứng dụng cho rất nhiều khách hàng trên thế giới và khu vực với cái phương pháp SuccessFactors này, và dựa trên những khảo sát thực tế của khách hàng thì cái tư duy và bộ giải pháp SuccessFactors này đã giúp cho dự án triển khai IP nhanh hơn 60%, tiết kiệm được 18% chi phí triển khai, và 90% khách hàng của NetSuite sau khi triển khai sẵn sàng chia sẻ câu chuyện thành công của chính họ. Thì đối với chúng tôi, đấy là cái yếu tố chúng tôi đã đem lại được customer success, tức là sự thành công của khách hàng, chứ không chỉ đơn giản là một dự án triển khai ERP thành công trong vòng 100 ngày. Thì lời cuối cùng, trước khi kết thúc phần trình bày của mình, thì tôi cũng xin nhấn mạnh lại là gì? Cái bộ giải pháp SuccessFactors bao gồm 4 yếu tố cấu thành: giải pháp, tiếp cận, ứng dụng và tối ưu. Chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin với các anh chị và với khách hàng của chúng tôi là chúng tôi có thể triển khai một dự án trong vòng 100 ngày để đem lại cái sức thành công của khách hàng về mặt go live nhanh hơn, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ cho khách hàng có thể thúc đẩy phát triển, mở rộng kinh doanh trong tương lai. Tôi xin hết cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn phần trình bày của anh Ngọc. Qua phần trình bày của anh Ngọc thì thật sự mà nói là Thiện rất là tâm đắc cái ý là triển khai một cái hệ thống ERP thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải đồng hành cùng với khách hàng. Tại vì đây là một cái dự án mà chúng ta không thể nói là một ngày, một buổi hoặc là một tháng, mà đó là cả một cái hành trình, và chúng ta đồng hành và mang đến cái sự thành công của khách hàng. Đó là điều mà quan trọng nhất đối với tất cả những cái phương pháp, và đặc biệt là phương pháp Six Success. Đây là một phương pháp luận mà Thiện tin chắc rằng với Oracle NetSuite và BTM thì giúp cho các anh chị có thể một phần nào hiểu được cái tầm quan trọng cũng như là cái vai trò trong cái việc ứng dụng cái hệ thống ERP trong cái việc quản trị của mình. Thì phần tiếp theo là cái phần mà Thiện tin chắc rằng các anh chị cũng chờ đợi lâu, và đây cũng là một trong những phần quan trọng trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, chính là chia sẻ và hỏi đáp từ các anh chị khán giả và đối với những người trong cái ban diễn giả của mình. Thì chắc là thì sẽ share lại một chút cái màn hình của mình. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên thì chia bài cho rồi, thì chắc câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho chị nữ ạ. Các anh chị trong các anh chị diễn giả có thể bật cái cam của mình lên hết không? Rồi, thì câu hỏi đầu tiên là đến từ một cái khán giả, thì Thiện xin phép đọc cái câu hỏi này ha. Tôi đang vận hành chuỗi F&B và đang dùng cái hệ thống là iPOS, thì dự kiến triển khai ERP trong năm sau, thì nhờ chị nữ tư vấn xem những lưu ý gì khi mà tích hợp với các cái hệ thống để mà đảm bảo được số liệu giữa ERP và POS không sai lệch, như là về tồn kho hoặc là về doanh thu chẳng hạn. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ có một vài ý như sau. Nó sẽ là một vài câu hỏi để cho chủ doanh nghiệp
hay là ban quản trị cùng giải đáp và tìm ra cái câu trả lời phù hợp nhất cho mình. Thì đầu tiên khi mà thường mà khi nữ nghe đến cái việc mà tích hợp một cái hệ thống khác vào hệ thống ERP thì nữ sẽ hỏi ngay cái câu hỏi là chúng ta đã tìm hiểu thử xem chúng ta có thể dùng cái chức năng đó trên cái hệ thống ERP luôn hay không, thay vì dùng một cái hệ thống khác rồi tích hợp vào hệ thống ERP. Tại vì thật ra cái việc mà nó có thể là một cái hệ thống khác nó sẽ thêm được một số cái chức năng, nhưng mà cái việc mà tích hợp vào hệ thống ERP lúc nào nó cũng xảy ra nhiều rủi ro và rắc rối hơn là chúng ta dùng một cái chức năng gì có sẵn trên hệ thống ERP của chúng ta. Nếu mà câu trả lời là vẫn quyết định dùng một cái hệ thống khác, một cái phần mềm khác rồi tích hợp vào hệ thống ERP, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là chúng ta phải xác định được là cái quy trình vận hành của chúng ta nó sẽ như thế nào. Những cái quy trình nào chúng ta sẽ làm trên một cái hệ thống như ở đây là hệ thống POS. Những cái quy trình nào chúng ta sẽ làm trên hệ thống ERP. Khi mà chúng ta trả lời được cái câu hỏi này rõ ràng rồi thì chúng ta mới biết được là những cái bước tiếp theo chúng ta sẽ tích hợp như thế nào. Thì nghe nó có vẻ đơn giản, nhưng mà hiện tại ví dụ như nữ cũng đang làm trong một cái dự án có cần cái tích hợp. Thì lúc đầu cái hệ thống ngoài này mọi người suy nghĩ là ví dụ như chúng ta chỉ làm những cái quy trình mua hàng, quy trình bán hàng ở trên cái hệ thống này thôi. Nhưng mà sau đó ban lãnh đạo lại thay đổi quyết định là muốn là làm tất cả các quy trình trên hệ thống bên ngoài này, rồi đẩy thông tin về hệ thống ERP. Thì cái đó các bạn thấy là cái việc mà cái quy trình chúng ta làm trên hệ thống nào, tại vì có những cái chức năng ví dụ như quy trình ở đây trong cái ngành F&B của bạn thì cái quy trình mà bán hàng thì chắc chắn là nó sẽ nằm trên POS rồi, nhưng mà còn cái quy trình mua hàng và quản lý hàng tồn kho chẳng hạn, có thể là hai cái hệ thống nó có những cái chức năng tương tự, thì chúng ta phải xác định rõ ràng là cái bước nào và cái chức năng nào chúng ta làm trên cái hệ thống nào. Rồi sau đó ví dụ như mình sẽ đưa ra cái ví dụ là ở đây mình sẽ đưa cái ví dụ là chúng ta sẽ làm quy trình bán hàng ở trên POS thôi và cái quy trình mua hàng chúng ta làm trên hệ thống ERP chẳng hạn ha. Thì trong cái quy trình mà bán hàng chẳng hạn thì nó sẽ có hai loại thông tin mà chúng ta bắt buộc là phải tích hợp vào hai hệ thống, đó là phần master data, những cái dữ liệu nguồn như là những cái món ăn mà chúng ta bán nè, các cái khách hàng của chúng ta nè. Chúng ta là bắt buộc là hai hệ thống phải có những cái thông tin giống nhau, và thường là cái hệ thống mà chúng ta đã xác định là quy trình bán hàng nó nằm trên hệ thống POS, thì chúng ta bắt buộc phải nhập thông tin trên cái hệ thống POS trước rồi chúng ta đẩy thông tin qua hệ thống ERP. Thông tin mà chúng ta đẩy một chiều thì nó sẽ đỡ bị phát sinh những cái lỗi và những cái rắc rối sau này hơn. Chúng ta không nên vừa tạo món ăn ở trên POS rồi vừa tạo món ăn ở trên hệ thống ERP, đến lúc mà chạy ra báo cáo thì cái món ăn nó không giống nhau và nhiều khi cái doanh thu nó cũng bị lệch luôn. Khách hàng cũng vậy. Được cái thông tin thứ hai mà chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta tích hợp hệ thống đó là về các cái transaction, có nghĩa là những cái đơn hàng hàng mà chúng ta xuất hiện hàng ngày nè, và sau đó là cái phần thanh toán. Nếu mà chúng ta chỉ thanh toán bằng tiền mặt ngay lập tức thì nó đơn giản rồi, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ có một số khách hàng quen thuộc mà chúng ta sẽ không thu thanh toán của họ liền thì nó sẽ phát sinh ra những cái vấn đề rắc rối hơn. Thì chắc chắn là tất cả các cái đơn hàng là phải phát sinh trên POS trước, hay là những cái gì mà liên quan đến doanh thu của chúng ta, và chúng ta đẩy cái thông tin đơn hàng đó qua hệ thống ERP thì cái doanh thu của chúng ta lúc nào nó cũng khớp. Rồi về mặt thanh toán thì cũng vậy, nếu mà thanh toán chúng ta cũng phải làm hết trên cái hệ thống POS của chúng ta rồi chúng ta đẩy cái thông tin thanh toán đó qua hệ thống ERP thì cái phần công nợ của chúng ta cũng sẽ khớp. Thì cái ý chính ở đây là chúng ta đó xác định được là chúng ta sẽ làm cái quy trình nào trên hệ thống nào, và theo cái quy trình đó thật là chuẩn xác, chúng ta sẽ không cho phép người dùng vào hệ thống ERP để tạo những cái thông tin mà chúng ta bắt buộc phải tạo lên hệ thống POS. Thì ngoài cái mặt tích hợp, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái mặt là hạn chế quyền của người dùng để họ tránh được cái lỗi là thay vì phải vào POS để tạo cái thông tin đó mà lại vào ERP để tạo cái thông tin đó, thì thông tin trên hai hệ thống nó mới giống nhau được. Mình xin hết ạ. Ok, cảm ơn câu trả lời của chị Ngọc. Một câu hỏi khác đến từ anh Vũ ạ. Thì chắc là mình xin phép sẽ đọc câu hỏi này lên. Chào các anh chị, em hỏi một ý về kế hoạch triển khai nếu như bộ phận triển khai và doanh nghiệp khách hàng đã xác nhận với nhau để triển khai hệ thống
Nhưng đến thời gian này doanh nghiệp có một số những hoạt động kinh doanh phát sinh dẫn đến không có thời gian thực hiện các hoạt động trong kế hoạch triển khai. Với trường hợp này thì hai bên, có nghĩa là bộ phận triển khai và doanh nghiệp thì nên làm gì? Câu hỏi này chắc mình dành cho anh Lạc ha. Dạ vâng, cảm ơn anh Thiện, cảm ơn câu hỏi của anh Vũ. Thì câu hỏi của anh Vũ thì vấn đề nêu ra cũng rất là phổ biến khi mà quá trình mà bản thân cá nhân là cũng như là đội BTM thì khi mà làm triển khai ERP thì cũng rất hay gặp, tại vì hàng ngày bản thân các anh chị vận hành thì hầu hết các anh chị là đều là đã bị quá tải hoặc là đã ngấp nghé quá tải rồi. Thì khi mình có một cái dự án rất lớn như và một cái thay đổi rất lớn như là dự án ERP thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái rủi ro trong cái quá trình mình triển khai. Thì mình nghĩ có hai cái ý ở đây. Thứ nhất là cái việc những cái vấn đề phát sinh và những cái vấn đề mà nó có thể phát sinh là ngay từ đầu. Ngay khi trước khi mình bắt đầu cái dự án là mình nên có tiên liệu và mình có một kế hoạch tương đối rõ ràng để chúng ta dự phòng cho những tình huống đó. Thì đối với nhiều khách hàng mà bản thân VTM cũng như là đi thực hiện việc triển khai ERP đấy, thì trong một số tình huống là khách hàng sẽ thuê một cái bên tư vấn bên ngoài, tư vấn độc lập để mà các anh chị đó hỗ trợ doanh nghiệp trong hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh quản trị và quản lý dự án, tại vì hầu hết các cái doanh nghiệp thì đôi khi ERP là một cái dự án lớn mà cái đội ngũ nội bộ chưa có đủ kinh nghiệm để mà quản trị và quản lý nó, thì cái việc mình thuê một cái bên thứ ba chuyên nghiệp hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn để giúp chúng ta vận hành cái dự án thì là một cái điểm rất là đáng lưu ý. Cái thứ hai đó là ở vai trò vận hành dự án, ở vai trò tham gia vào các cái hoạt động dự án ở góc độ của bên 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 người dùng cuối hoặc là các cái người dùng chủ chốt. Thì đối với cái nghiệp vụ đó thì thứ nhất là các anh chị phải hình dung là khi mình triển khai ERP thì có nhiều giai đoạn, workload của các người dùng chủ chốt có thể tăng từ 1.2 tới 1.5 một số giai đoạn. Đặc biệt là giai đoạn đầu là giai đoạn hai bên khảo sát và thực hiện cái việc matching cái yêu cầu cũng như là cái hệ thống đối với cái vận hành thực tế để mình biết được là cái khả năng đáp ứng và cái quy trình tương lai nó như thế nào. Và cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn chuẩn bị go live, chúng ta testing và UAT. Thì những giai đoạn đó workload của người dùng sẽ tăng từ 1.3 đến 1.5. Thì cái vấn đề đặt ra là chúng ta chuẩn bị để chúng ta dự phòng cái tình huống như thế nào. Thì một khi mà chúng ta đã hình dung mà chúng ta có sự dự trù thì mình tin chắc là ban quản lý dự án sẽ có cái phương án để mình chuẩn bị đó. Ví dụ như là mình có thể mình outsource một phần cái khối lượng công việc liên quan tới chuyển đổi dữ liệu, liên quan tới làm data conversion, hoặc là chúng ta có phương án để mà phân công phân bổ lại cái công việc operation hàng ngày phù hợp cho các anh chị key user để mà anh chị có đủ cái thời gian tại thời điểm đó để mình tập trung cho dự án. Thì ở khía cạnh của cá nhân mình thì mình có hai cái chia sẻ như vậy. Biết là góc độ của nữ hoặc là anh Ngọc, anh Thiện, Quân thì mọi người có cái chia sẻ gì thêm không? À, anh không làm đâu. Mẹ cũng không có thì Ok, không biết là câu trả lời như vậy thì nếu mà chưa có nếu mà cần trao đổi thêm hoặc chia sẻ thêm thì cũng nhờ anh Vũ comment thêm trên trên cái room chat anh Vũ ha. Cảm ơn anh. ok. Chắc mình sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo dành cho chị nữ. Thì từ 6 cái yếu tố mà giúp cho mình lựa chọn cái hệ thống hoặc là cái giải pháp ERP, thì 6 yếu tố đó yếu tố nào theo mình cũng cũng thấy cũng quan trọng hết.
Nhưng mà theo chị với cái kinh nghiệm của mình thì theo chị thấy yếu tố nào sẽ đóng cái vai trò quan trọng nhất? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trên thực ra trên cái slide của mình là mình đã để các cái yếu tố này theo thứ tự quan trọng rồi đó. Có nghĩa là nếu mà chỉ lựa ra ba thì chắc chắn nó sẽ là mức độ đáp ứng nhu cầu của nè và ngân sách và cái năng lực của đối tác. Tại vì để chia sẻ thêm là tại sao ba cái yếu tố kia nó cũng quan trọng, nhưng mà mặc dù chúng ta có được ba cái yếu tố kia thì chúng ta vẫn sẽ có những cái thử thách rất là lớn sau này, sau khi mà chúng ta triển khai hệ thống xong và bắt đầu vận hành. Thì như nữ hồi nãy cũng nói luôn là sẽ không có một cái hệ thống nào mà nó hoàn chỉnh ngay sau khi triển khai cả. Thì nếu mà chúng ta có được đã có được một cái hệ thống mà nó giúp chúng ta vận hành được những cái quy trình mà quan trọng nhất nè, có được những cái đối tác mà tận tâm và hiệu quả trong cái cách mà họ hỗ trợ chúng ta, thì những cái khó khăn sau này chúng ta đều có thể vượt qua được. Mình cũng hoàn toàn đồng ý với lại nữ. Đối với mình thì hai yếu tố quan trọng nhất là sản phẩm và đơn vị tư vấn triển khai. Thì nếu mà anh chị đã chọn và đối với hai yếu tố đó thì tỷ trọng theo mình là 50-50. Khi mà mình đã đủ ngân sách để mình chọn một cái giải pháp tốt, giải pháp hàng đầu như là Oracle hay là SAP, thì thứ nhất là mình đã đạt được 50% cái thành công rồi. Nhưng mà 50% còn lại là người để mà giúp các anh chị có thể khai thác được nó, có thể mà luân chuyển và ứng biến để mà làm cho cái operation mình nó có thể nó đưa lên được trên trên hệ thống, đưa được phần mềm, thì nó cũng đòi rất là nhiều cái hiểu biết về hệ thống, hiểu biết về nghiệp vụ cũng như là kinh nghiệm để mà dẫn dắt cái sự thay đổi. Tại vì sẽ có rất nhiều cái thay đổi trong cái công cuộc mình chuyển đổi số. Thành ra là đối tác triển khai cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng mà theo mình đoán đánh giá là trong góc 50% vào thành công của diện. Yếu tố về sản phẩm và yếu tố về đối tác triển khai, đúng không ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo chắc dành cho chỗ anh Quân. Chiến lược Oracle cho gói suite success như thế nào ở thị trường Việt Nam hả? Anh Quân ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi ạ. Thì thực ra đây là câu hỏi nó tương đối vĩ mô, thì thực ra là chiến lược của Oracle vì có suite success này thì mới về Việt Nam, nên là thực ra chúng tôi sẽ rất là support và muốn phát triển nó lên. Thì thực ra suite success nó không phải là một cái khái niệm mới của chúng tôi ở toàn cầu, tức là hơn hơn 10 năm nay nó đã phát triển ở các quốc gia khác rồi. Ở các thị trường nó phát triển thì thậm chí nó còn chiếm đến hơn 50% số lượng khách hàng của chúng tôi. Đó. Thì ở những nước như Mỹ hay là Úc chẳng hạn, là khi mà mọi thứ nó đã chuẩn hóa thì suite success thậm chí là tuyên bố là chúng tôi cam kết triển khai trong vòng 30 ngày. Thì ở Việt Nam thì nó là bước khởi đầu, thì chúng tôi mới chỉ hiện tại mới chỉ cam kết triển khai trong 100 ngày. Đấy, nhưng mà cái mục tiêu và tham vọng là cũng sẽ hướng đến cái việc là 30 ngày như là thị trường các cái quốc gia đã phát triển. Thì thực ra hiện tại thì tôi cũng đánh giá là nó có nhiều cái thuận lợi vì xu hướng của Việt Nam mọi thứ nó đang chuẩn hóa theo xu hướng quốc tế. Khi mà thị trường ở nước ngoài thì họ có những cái thứ mà nó đã rất là đầy đủ về phát triển, về mạng lưới ngân hàng logistics đều theo chuẩn rồi, hệ thống quản trị kế toán cũng đã có chuẩn mực rất là đầy đủ, thì mọi cái thứ đấy khi mà triển khai nó sẽ thuận lợi. Thì Việt Nam chúng tôi hy vọng là trong một vài năm tới với cái mục tiêu mà chúng ta cũng đang đặt ra thì mình cũng có thể đạt cái mục tiêu 30 ngày. Đó, thì với cái mục tiêu như vậy thì là hệ thống ERP với một cái chất lượng toàn cầu như NetSuite mà nó lại triển khai rất là nhanh. Như vậy thì là nó không còn là một cái khái niệm triển khai ERP kiểu thông thường phổ biến mà chúng ta đang nhìn nhận là ERP nó là một dự án đồ sộ và làm tốn rất là nhiều nguồn lực của doanh nghiệp nữa. Bây giờ ERP nó sẽ chỉ trong vòng ít nhất ở thời điểm hiện tại chúng tôi cam kết 100 ngày, thì nó sẽ là một cái, tôi nghĩ là một cái
giá trị mang lại rất là lớn cho các anh chị. Đó, và nếu mà các anh chị có sẵn sàng mà khởi đầu của chúng tôi thì tất nhiên là từ góc độ hạn chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ rất là cam kết hỗ trợ rất là tốt để về mặt nhân sự cũng như là cái chính mắc trước mặt chính sách thương mại. Xin cảm ơn. Giống như anh Quân vừa chia sẻ thì có nghĩa là ở thị trường nước ngoài thì mình triển khai cái Six và với cái phương pháp luận như vậy thì mình sẽ triển khai trong vòng 30 ngày đúng không ạ? Dạ vâng, thực ra ở thị trường nước ngoài chúng tôi còn phát triển đến cái mức độ là nó được chuẩn hóa theo từng ngành, success theo từng industry một. Đó, thì cái đấy thì hiện tại ở Việt Nam thì chúng tôi cũng mới bắt đầu với một cái gọi chúng tôi gọi là financial first, tức là tập trung cho việc giải quyết các vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp. Đó, và cam kết là 100 ngày. Đấy, thì nhưng mà tôi nghĩ là thị trường nước ngoài làm việc trong vòng 30 ngày với những cái gói industry đặc thù của họ thì Việt Nam cũng sẽ làm được thôi. Ở Việt Nam thì chắc chắn là một số cái bối cảnh cụ thể, ví dụ như một cái doanh nghiệp mới thành lập hoặc là có tuổi đời chưa lâu, cần chuẩn hóa mọi thứ lên hệ thống trên cái nền của leading practice của Oracle, thì cái việc rút ngắn thời gian triển khai hơn 100 ngày là tụi mình là hoàn toàn khả thi thôi. So với cả một cái giải pháp ERP truyền thống thường triển khai từ 6 tháng đến 1 năm thì 100 ngày tôi nghĩ là một cái khoảng thời gian nó rất là ấn tượng và mình có thể là đạt được rất là nhiều cái giá trị sau 100 ngày đó. Chắc chắn là tiết kiệm rất nhiều cái chi phí của chủ đầu tư, tại vì một dự án ERP thì cái nguồn lực huy động vào đó rất lớn, nếu mà kéo dài càng lâu thì nó ảnh hưởng rất nhiều, thứ nhất là chi phí label cost, cái thứ hai nữa là tâm lý và những cái ảnh hưởng của dự án ở góc độ workload, ở góc độ những cái thay đổi có thể có, thì cái việc đó nó nên diễn ra càng sớm càng tốt, thì nó giúp cho mình tối ưu cũng như là giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu chi phí rất là nhiều. Rồi, có nghĩa là thứ nhất là để áp dụng được 100 ngày ở thị trường Việt Nam thì mình cũng cần một số những cái yếu tố với là một số những cái điều kiện đi kèm giống như Lạc vừa chia sẻ. Và cái quan trọng nhất là mình có làm sao để có thể áp dụng được cái leading practice. Đúng không Dạ ạ? chính xác. Cái phần này thì chắc là sẽ phải quay lại cái phần slide mà anh Ngọc đã chia sẻ, tức là thực ra để làm được cái điều này thì nó cũng cần vài cái yếu tố then chốt, trong đấy thì cái gọi là phương pháp, gọi là mình tư duy về cái triển khai dự án nó cũng sẽ phải khác đi một chút so với cả truyền thống. Thì khi đấy là khách hàng sẽ đây nó sẽ phải phụ thuộc khá nhiều về cái lựa chọn khách hàng, là tôi sẵn sàng đi theo một cái chuẩn mực hay là kiểu tôi vẫn muốn đây là một cái giải pháp theo cái góc độ gọi là may đo như anh Ngọc nói là cái nhu cầu truyền thống. Đấy, thì bây giờ ví dụ như là những cái chuẩn mực của những doanh nghiệp tương tự như các anh chị ở trên thế giới đã phát triển rất nhiều rồi và họ cũng đã kinh doanh ở một cái quy mô nó lớn và toàn cầu rồi, họ đã làm theo cái kiểu chuẩn mực như vậy thì các anh chị nên là tính đến chuyện là may đo hay là đi theo cái chuẩn mực đó, bởi vì thực ra chuẩn mực có thể giúp các anh chị rất là nhiều cái trong gần tương lai, tức là giải pháp của chúng tôi là nó có những cái know-how được tích lũy sẵn. Và ví dụ từ góc độ ở đây cái vấn đề gọi là nhanh ở đây nó còn nhanh cho các anh chị trong việc là tiếp cận những cái tri thức về mặt quản trị đấy của thế giới đó, thì đấy là một cái mà lợi ích mang lại khi mà chúng tôi giới thiệu cái gói success này ra thị trường đó, thì đấy là những cái mà chúng tôi muốn hướng tới cho doanh nghiệp. Thì giống như các anh chị được biết á, thì một cái quy trình triển khai nó sẽ bắt nguồn từ cái việc mà khảo sát rồi đánh giá nhu cầu rồi phân tích rồi thực hiện triển khai rồi đào tạo cho tới go live. Thì đối với những cái giai đoạn như vậy á, thì theo các anh chị cái việc mà khi mà áp dụng cái phương pháp luận success này vào thì cái khâu nào là cái khâu mà mình tiết kiệm được cái thời gian nhiều nhất? Câu hỏi này thì chắc là mình cũng Để chưa anh Mạnh. phân tích và chia sẻ một chút xíu góc độ là đơn vị triển khai hệ thống ERP, sau đó thì chắc là cũng nhờ hãng chỉ hãng có anh Học và Quân chia sẻ thêm ha. Trong một cái thứ nhất là đối với phương pháp luận triển khai truyền thống và phương pháp luận triển khai success thì cái khác biệt lớn nằm ở giai đoạn
và cái quan điểm và cách tiếp cận cho cái bước khảo sát. Trước đây mình làm phần mềm thì mình vẫn hay là bản thân là cũng vậy thôi. Trước đây thì khi triển khai các hệ thống phần mềm hoặc là ERP thì mình sẽ có một các cái session mình gọi là khảo sát đúng nghĩa. Mình chuẩn bị một lò các cái câu hỏi và mình mang giấy bút hoặc là mình mang máy tính Excel tới và mình hỏi khách hàng và khách hàng trả lời interview, đúng nghĩa interview, khách hàng trả lời trên đó. Thỉnh thoảng thì có thể là mình show một vài cái màn hình phần mềm để khách hàng hình dung là mình đang nói tới cái gì, tại vì đôi khi là mình diễn giải mình không có nhất thiết thì mình phải có cái gì đó mình show ra. Nhưng mà cái việc mà cô phần mềm nó không phải là chính yếu, mà chính yếu nó là cái bộ câu hỏi và khách hàng trả lời ở trên đó, dựa trên là mình muốn biết về quy trình khách hàng, mình muốn biết là làm họ đang lên đơn như thế nào, phê duyệt như thế nào, rồi fix hàng như thế nào. Thì sau khi mà có được cái hiểu biết về khách hàng như vậy thì đơn vị như là đưa tư vấn triển khai thì họ mới mang về và họ xây dựng cái phần mềm, có thể là cấu hình, có thể là cần thiết, có thể là customize và quay lại để trình diễn với khách hàng cái phần đó. Nhưng mà thông thường kinh nghiệm của mình thì cái vấn đề đợt trước thì mình làm theo cái phương pháp đó thì có cái misunderstanding nó rất nhiều. Tại vì mình nghĩ là mình hiểu khách hàng nhưng mà thực tế là mình không hiểu, và cái kỳ vọng của khách hàng nó rất là khác so với những cái gì mình hiểu và mình ghi nhận mình chuẩn bị trên hệ thống. Dẫn đến khi mình show phần mềm là cái xác suất mà mình show cái đúng ý khách hàng là rất thấp, và cái tiến trình đó, nó cứ lặp đi lặp lại, mình cứ show mình mang rồi sửa và mình show lại, và hai cái nó mãi nó không có đến hai đường thẳng song song, nó không cùng cái góc nhìn, bên kỳ vọng một bên là cứ làm cứ chạy theo. Tại vì phần mềm nó là một cái thứ nó rất là đặc biệt, là nó vô hình, nó không phải là một cái sản phẩm như một cái máy tính hoặc là một cái gì đó nó cụ thể rõ ràng để mình nói mình mua cái máy tính thì chắc chắn nó là cái máy tính đó. Phần mềm thì nó sẽ mô tả dựa trên những cái ideas, có thể là hay lắm thì có thể có một phần mềm cũ hoặc là một cái file Excel nào đó mà đã được số hóa trước đó rồi mình dựa trên đó. Nhưng mà đối với LinkedIn Topic thì bản thân khách hàng và bên hãng cũng như là bên đơn vị triển khai mình thống nhất ngay từ đầu một cái concept nó gọi là làm business matching, tức là mình một bên thì sẽ show hệ thống, show quy trình chuẩn và show những cái gì mà cái giải pháp leading practice đã có sẵn, và một bên là sẽ và đồng thời bên đó cũng sẽ dẫn dắt khách hàng đi qua một cái quy trình mình gọi là workflow đấy, thì đi qua một cái chu trình để mà khách hàng hiểu hệ thống và khách hàng có thể nói ra được là mọi người đang làm như thế nào, và so với cái hệ thống như vậy thì cái khác biệt nó nằm đâu, và cái mấu chốt là đơn vị tư vấn triển khai như BTM và khách hàng sẽ xoáy vào những cái điểm khác biệt đó để mà mình giải quyết, mình tìm giải pháp cho cái khác biệt. Cái khác biệt ở đây có thể là có thể là cái quy trình của mình cho đó thì hệ thống thì đang là ba bước mà thực tế là khách hàng chỉ có hai bước thôi, thì cái bước thứ ba đó có cần thiết hay không, hoặc là cái báo cáo như vậy thì đã phù hợp với cái nhu cầu dữ liệu hay chưa, hay là cái form mỏng như vậy là có đúng với lại cái những cái trường dữ liệu mà họ cần nhập liệu hay chưa. Thì những cái khác biệt như vậy là những cái trọng yếu mà mình sẽ thảo luận, và với một cái assume là mình dựa trên cái nền tảng có sẵn một cái lead in practice bao gồm quy trình, bao gồm báo cáo, bao gồm chức năng của hệ thống, là giải pháp số success của Oracle mang về Việt Nam trong tháng 4 vừa rồi. Thì với cách triển khai đó thì hai bên mình sẽ rất là nhanh chóng để mình hiểu lẫn nhau, mình tránh được những cái misunderstanding, tức là anh nói A nhưng mà tôi lại cố tình tôi hiểu A phải, hoặc là tôi chỉ hiểu được A phải về thì những cái đó mình sẽ hầu như mình không có xảy ra nữa, và chỉ trong trong một tháng là mình bản thân khách hàng đã biết rất là rõ là khi mà tôi vận hành lên hệ thống thì cái kịch bản mà tôi vận hành trên hệ thống nó như thế nào. Tôi đang ở thực tế thì tôi sẽ lên hệ thống, tôi sẽ từng người từng cá nhân họ sẽ biết là họ phải làm gì trên hệ thống, và cái họ hình dung được cái gì đã đáp ứng và cái gì chưa đáp ứng, cái gì cần phải customize hệ thống hoặc cái gì còn cần phải work around bên ngoài hệ thống, thì trong một tháng mình giải quyết được. Cái đó là cái mấu chốt, và nó cái việc mà mình gãy gọn và trong một tháng hai bên hiểu lẫn nhau, nó giải quyết rất là nhiều cái câu chuyện mà lùng xùm phía sau. Mặc dù có thể mình đi khảo sát mình nói với nhau trên giấy là hai bên đồng ý với nhau như vậy là quy trình như vậy, nhưng mà thực tế là những cái rủi ro và những cái risk nó sẽ còn rất là lê thê phía sau nếu như mà không có clear và không có rõ ràng.
nhờ cái bước đầu tiên mình làm tốt theo cái hướng tiếp cận business matching thì giai đoạn phía sau là giai đoạn UT và giai đoạn go live, mọi thứ diễn ra rất là suôn sẻ, nó không có những cái hiểu lầm, nó không có những cái mà thì ra là như vậy chứ không phải là như thế kia, không có những cái rework, không có những cái phải làm lại. Tôi tưởng là anh nói cái này tôi làm cái này nhưng mà thực tế là anh muốn cái kia thì ai biết được, bây giờ phải làm lại. Thì những cái như vậy nó làm cho dự án mình nó gãy gọn, nó suôn sẻ. Thì thông thường là tháng thứ hai và tháng thứ ba, và tháng thứ hai là BTM cùng với lại khách hàng sẽ thực hiện tùy chỉnh tinh chỉnh hệ thống, và tháng thứ ba mình bắt đầu mình UT. Mình UT thì cái phương pháp UT của Living Practice của Oracle hướng dẫn rất là chi tiết và rất là focus vào cái chuyện thực hành, tức là mình không phải và mình rất nghiêm túc cho chuyện UT. Nhưng UT đây nó không chỉ là dừng lại cái việc mình kiểm tra hệ thống mà nó là cái chuyện mình thực hành trên hệ thống để mình practice, để user có một cơ hội practice và practice theo cái công việc thực tế của họ. Mặc dù cái dữ liệu của quá trình UT sẽ là chỉ để mục đích là mình mục tiêu mình kiểm chứng hay dữ liệu luồn và báo cáo thôi, nhưng mà nó sẽ là cái cơ sở quan trọng để mà user họ thực tế là họ nhìn thấy những cái tình huống nào mà họ chưa có hình dung, cần phải tính toán thêm, hoặc là họ và quan trọng nhất là họ thuần thục hệ thống để mà tháng thứ tư khi mình đưa hệ thống vào vận hành chính thức go live thì họ đã có một tháng trời để mà họ họ thao tác, họ làm quen hệ thống. Nó giảm rất nhiều cái sai sót trong nhập liệu vào cái giai đoạn go live, và thông thường là chúng tôi sẽ đóng được cái kỳ kế toán đầu tiên khoảng sau chỉ sau khoảng 10 đến 15 ngày sau khi sau cái tháng đầu tiên. Thì cái đó là một cái điểm rất là khác biệt mà mọi thứ nó gãy gọn ngay từ đầu và nó tường minh ngay từ đầu. Thì có một chút chia sẻ như vậy từ phía BTM, thì chắc là cũng nhờ chỗ anh Ngọc với lại anh Quân góp ý thêm góc độ của hãng. Lạc chia sẻ hết rồi thì anh cũng không không biết chia sẻ gì thêm nữa. Dạ Nó tự nghĩ rồi. rồi, cảm ơn các anh chị. Có một ý cho nữ sinh bổ sung, đó là dưới góc độ một nhà tư vấn độc lập và thường là đứng về phía bên công ty và doanh nghiệp, thì ở đây nếu mà chúng ta theo một cái phương pháp luận chuẩn như vậy rồi, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian. Thì vì thường các cái doanh nghiệp khi mà lần đầu người ta tiếp cận hệ thống ERP á, người ta vẫn còn suy nghĩ theo cái kiểu nó rất là rắc rối. Họ nghĩ mọi thứ nó rất là rắc rối, cách mà họ quản lý khách hàng, cách mà họ quản lý nhà cung cấp của họ, thì vì họ chưa có biết là cái quy trình chuẩn trên thế giới nó như thế nào và mọi người đã theo cái quy trình chuẩn đó rồi. Thì khi mà họ đưa ra yêu cầu á, họ cũng suy nghĩ rất là rắc rối, thì nó là vừa mất thời gian cho họ nhưng mà nó lại cái thời gian nó sẽ bị phí phạm vào trong tương lai gần. Tại vì sao? Thì xem xu hướng bây giờ các công ty đều sẽ có hệ thống ERP hay là một cái hệ thống mà nó theo cái phương pháp chung, cái logic chung của một hệ thống ERP trong tương lai. Tự nhiên mình nghĩ ra cho nó rắc rối chứ xong sau này khách hàng với lại nhà cung cấp của mình đều theo chung một cái phương pháp mà mình đang dùng thì mình nghĩ rắc rối làm chi. Thì cái trong tương lai gần mình cũng sẽ không dùng đến những, thì mình không có cần phải phí thời gian và suy nghĩ đến những cái cách quản lý như vậy nữa. À, cái chỗ đấy thì cũng xin phép chia sẻ thêm à, phần chia sẻ của chị nữ thì mình cũng chợt nghĩ ra một cái câu chuyện chia sẻ chỗ này, tức là gì à, trong cái tư duy cũ á, gọi là cái cách tiếp cận theo kiểu là à, gửi câu hỏi khảo sát và lấy yêu cầu khách hàng, tức là trước những cái buổi làm đầu tiên á, thì bản thân phía khách hàng là có rất nhiều những cái công việc nội bộ như chị nữ chia sẻ, là làm thế nào để thu thập được tất cả những cái vấn đề của các cái phòng ban à, thì cách làm đấy á, thì nó bị thường gặp phải vấn đề, tức là tư duy lối mòn. Cái này thì nó xảy ra với tất cả mọi người chứ không chỉ khách hàng của chúng ta, tức là gì, bất cứ ai đều có cái xu hướng là đem lại tất cả những cái trải nghiệm cũ của chúng ta cho những cái mới, cho nên là cái cách tiếp cận đó nó rất dễ đến cái chuyện là tất cả yêu cầu vấn đề của các phòng ban nó đều theo cái khuynh hướng là đem tất cả những trải nghiệm cá nhân của họ. Có thể là cái bạn nhân viên đó ngày xưa bạn dùng phần mềm A, bây giờ đến phần mềm B, thì bây giờ bạn nhận một cái nhiệm vụ là phải gửi yêu cầu cho phần mềm đó, thì người ta bạn mang tất cả những cái trải nghiệm của phần mềm cũ để gửi cho cái ban dự án của doanh nghiệp để làm yêu cầu nhóm cấp đó, thì nó dẫn đến vấn đề là gì, không phải tất cả những cái gì cái trải nghiệm của mọi người trong quá khứ nó đã là cái trải nghiệm tốt và những cái các bạn đưa ra nó đã là hợp lý, đặc biệt là với cái xu hướng về cái sự đổi mới của công nghệ ngày nay thì những cái trải nghiệm của các bạn thường cũ nó là của cái công nghệ cũ rồi, thì nếu mà chúng ta cứ đem tất cả những cái đó vào phần mới thì đôi khi
chúng ta sẽ không tận dụng được những cái gì tốt hơn của những cái hệ thống tiên tiến sau này đó. Thì đấy là một cái ý mình chia sẻ thêm là như vậy. Ok. Ở đây có một cái câu hỏi mà thì thấy hầu như là những doanh nghiệp mà nói chung là đang rất là băn khoăn khi mà muốn quyết định sử dụng cái hệ thống ERP. Có nghĩa là mình sẽ xin phép đọc cái câu hỏi này lên ha. Thì trước đây thì công ty tôi sử dụng Excel để quản lý, thì người lao động chỉ mất 1 đến 2 phút để hoàn thành một cái công việc. Và bây giờ làm trên ERP thì mất hầu như là 10 phút mới xong. Và người lao động thấy là mất thời gian quá. Và các anh chị, theo các anh chị đứng cái vai trò là đơn vị tư vấn, là chuyên gia và hãng, thì làm thế nào để giải quyết được cái câu chuyện này, cái bài toán này? Và Thiện thấy là hầu như là doanh nghiệp nào cũng gặp phải, có nghĩa là sẽ mất rất rất nhiều thời gian để thực hiện một cái thao tác nào đó, và nhất là khi mà làm sai, đúng không? Làm sai trên ERP là hầu như là phải làm cái lại cái quy trình, đảo lại nó còn mất thời gian nhiều hơn là cái quy trình thuận nữa. Đấy, thì làm thế nào để mà người dùng cảm thấy là thuận tiện nhất để mà giúp cho họ họ sử dụng và họ cảm thấy thích thích làm trên một cái hệ thống ERP hoặc là thích làm trên một cái hệ thống mới. Thì chắc là mình sẽ nhờ chỗ chỗ anh Ngọc chia sẻ. Ok, cảm ơn bạn và cảm ơn anh Thiện. Thì trường hợp này thì tôi đồng ý là cũng xảy ra ở các ngân hàng Việt Nam cũng không phải là ít. Nên là chúng ta cũng cần phải làm nhỏ cái phạm vi của cái tình huống này lại. Tức là không phải là mọi người dùng, không phải là mọi phân hệ, không phải là mọi cái chức năng trên hệ thống ERP đều đem lại cái việc là nhập liệu nó tốn nhiều thời gian hơn là nhập Excel. Trong cái trải nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi gặp một vài cái tình huống rất là cụ thể, và những tình huống đó thì nó chỉ nằm trong một số những cái trường hợp không phổ biến. Cụ thể như là đối với doanh nghiệp sản xuất chẳng hạn, thì cái bộ phận số liệu, nếu mà chúng ta hướng đến câu chuyện là chúng ta phải ghi nhận tất cả những cái số liệu sản xuất cuối ca và cuối ngày, và những cái đơn vị sản xuất mà cái số lượng máy móc nó có thể đến hàng trăm máy hoặc 1.000 máy chẳng hạn, thì cái file Excel của họ có 1.000 dòng, thì cái việc nhập của họ là đơn giản là chỉ copy paste với tất cả công thức nó có sẵn, thì các bộ phận số liệu sản xuất người ta có thể hoàn thành việc đó rất là nhanh thôi. Nhưng mà cái tư duy của phần mềm đó, là để nhập tất cả những cái dữ liệu trên cái file Excel đó, thì trên phần mềm nó là những cái màn hình khác nhau. Thì nếu mà chúng ta so sánh cái việc là copy paste trên Excel với cái việc là chuyển từ phần màn hình A sang màn hình B sang màn hình C màn hình D thì mới hoàn thành được một công tác nhập liệu, thì thực tế chính xác là cái công tác nhập liệu trên phần mềm theo cái kiểu cũ, theo cái kiểu đấy thì rõ ràng là lâu hơn. Nhưng tuy nhiên cái vấn đề ở đây thì liên quan câu hỏi của bạn là giải pháp, thì không biết là cái trường hợp của bạn nó như nào. Nhưng mà trường hợp này thực tế như cái trường hợp tôi đã chia sẻ, thì đối với những cái đơn vị triển khai mà người ta chỉ cần có thiện chí thôi là người ta có thể giải quyết bài toán đó rất dễ dàng, bởi vì về cái logic của một cái giải pháp mạnh về mặt nền tảng ấy, thì tất cả những cái gì các bạn làm ở trên Excel là chúng tôi đều có thể làm y chang như thế trên phần mềm. Nhưng vấn đề ở đây chúng tôi sẽ luôn cân nhắc là liệu là chúng ta có nên làm việc đó hay không. Nếu cái câu trả lời là thực sự là chúng ta cần phải làm như Excel trên mềm, thì cái việc hiện thực hóa việc đó nó là vô cùng đơn giản đấy. Thì trong cái tình huống tôi đưa ra, thì thực tế đối với một cái doanh nghiệp sản xuất mà đã triển khai Việt Nam ấy, thì để hoàn thành cái bộ số liệu sản xuất đáng nhẽ trên phần mềm nó là 4 bước, thì bây giờ nó chỉ là một cái thao tác Excel, thì đơn vị triển khai các bạn ấy làm một cái màn hình như Excel, các thao tác nhập liệu đó không khác như Excel, và kết quả của phần mềm là những dữ liệu trên đó nó bỏ vào 4 cái màn hình phần mềm. Tức là về kỹ thuật là giải quyết vấn đề đó là cực kỳ đơn giản. Cho nên cái tình huống mà các bạn đưa ra thì tôi cho rằng, một, thứ nhất là nhà đơn vị triển khai người ta chưa thiện chí giải quyết bài toán và nó đến cùng để đem lại cái trải nghiệm tốt cho người dùng. Hai, có thể là người ta muốn, nhưng cái công sức và gọi là cái sự linh động như là yếu tố kỹ thuật của giải pháp không cho phép họ có thể làm được việc đó một cách là nhanh chóng. Có thể họ làm được họ nhưng mà nó tốn nhiều công sức, tức là tốn nhiều tiền, xong hai bên là không thỏa thuận được với nhau việc đó, thì có nghĩa là chúng ta sẽ không giải quyết được tới cùng bài toán mà thôi. Là mình xin hết ạ. mình 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 rất đồng ý cái chia sẻ của anh Ngọc, và cũng cũng rất chia sẻ cái câu hỏi này.
Tại vì góc độ của mình là một cái người user đấy, mà mình nhập một cái màn hình mà 10 phút đó, mình cũng không đồng ý. Tại vì rõ ràng là cái màn hình nào mà mình phải loay hoay 10 phút mình mới xong thì cái màn hình đó là nó có vấn đề. Đó là thực sự như vậy. Thì đó là lý do tại sao mình lựa chọn một cái hệ thống ERP ấy. Nó là cái yếu tố quan trọng mà nó giải quyết 50% cái câu chuyện thành công. Và 50% nó là bao gồm những cái như là trải nghiệm người dùng. Thì xu hướng ngày nay đấy thì người ta thường là doanh nghiệp là sẽ chọn Cloud ERP. Tại sao? Thì Cloud ERP là một cái mô hình mà hệ thống được cập nhật liên tục, tức là khách hàng luôn sử dụng phiên bản mới nhất. Những hãng phần mềm lớn như là Oracle thì hàng năm họ update cái hệ thống 2 lần. Trong đó là họ cố gắng là họ đưa vào các cái trải nghiệm người dùng, tức là họ nghiên cứu các hành vi người dùng, họ nghiên cứu các cái thao tác người dùng và họ liên tục cải tiến hệ thống để mà họ đưa những cái hành vi của Gen Z, của những cái cách mà chúng ta dùng mạng xã hội, của cách chúng ta lướt web, đưa vào trong cái hệ thống operation ERP thì nó sẽ giúp rút ngắn cái thời gian thao tác, tại vì cái đó là yếu tố rất quan trọng. Không ai chấp nhận được mình nhập một cái màn hình mình mất 10 phút cả. Đối với NetSuite thì sẽ có rất là nhiều cái chức năng kiểu kiểu như vậy. Ví dụ như là khi mà ta log in vào màn hình tới vai trò một cái người thủ kho chẳng hạn như vậy, thì ngay trên cái remote, trên trang chủ là nó có những nhắc nhở để chúng ta biết là hôm nay là có những cái đơn hàng bán nào cần phải xuất kho, hoặc là đơn hôm nay là có những đơn hàng mua nào cần phải nhận hàng, cần phải QC. Thì những cái đó nó là nhắc nhở giống như ta log in vào Facebook. Rồi những cái chức năng ví dụ như là chúng ta mark copy một cái đơn hàng mua purchasing, thì hôm rồi mình đã mua thì hôm nay mình phải mua lại đúng cái mặt hàng đó, đúng nhóm cấp đó, thì mắc mới gì mình phải tạo lại một cái purchase order mới, thì mình có thể mình chọn cái purchase order cũ và mình mark copy nó, thì tự nhiên là mình có một cái purchase order mới, mình chỉ sửa là những thông số nào cần sửa thôi. Hoặc là bên kho thì họ nhập kho thì họ kế thừa cái thông tin từ bên mua hàng để mà họ kiểm tra đúng số lượng và họ nhập kho. Cái mắc mới gì họ phải đi nhập lại từng cái mặt hàng như vậy. Thậm chí là những cái hệ thống hiện đại bây giờ thì cái việc mà mobile app để mình có thể mình scan, mình có thể tại hiện trường mình nhập kho, mình có thể tại hiện trường mình kiểm tra chất lượng, mình ghi nhận cái chất lượng trên mobile app, mình luôn cái phát mà nó lên trên hệ thống ngay lập tức. Thì những cái đó là những cái mà những cái benefit mà nếu mà chúng ta tiếp cận theo cloud á, thì chúng ta đã đồng nghĩa là chúng ta không sợ bị out test, chúng ta không sợ là một ngày nào đó là Gen Z rồi Gen H rồi Gen Y Gen Z thì đó họ có những cái trải nghiệm mới thì chúng ta bị lạc hậu ở chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta chọn một cái hệ thống theo công nghệ cũ, tức là nó mua một cái version cố định năm 2024 thì chắc chắn là 2026 2027 là chúng ta sẽ trở nên lạc hậu, là cái việc đó đương nhiên. Và những cái trải nghiệm người dùng là những cái đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy là nó không còn phù hợp nữa, trong một cái thời đại mà mọi thứ hiện nay nó thay đổi rất nhanh, kể cả cái sở thích và cái hành vi của cái người lao động. Thì sẵn đây chắc mình xin bổ sung thêm một ý, đó là trong cái phần mà chia sẻ của chỗ chị nữ ban đầu á, thì một trong sáu cái yếu tố mà lựa chọn cái hệ thống ERP á chính là cái tính thân thiện đối với người sử dụng đấy. Và thực sự mà nói thì người sử dụng chính là cái người mà nuôi sống cái hệ thống của mình đấy. Nên là thứ nhất là họ phải thích, họ phải thân thiện, tiện dụng, nhưng mà tiện dụng phải ở mức độ kiểm soát được. Đấy, chứ không, có những cái mà quá tiện dụng thì nó cũng sẽ không hay, nó sẽ phá vỡ đi cái cấu trúc với lại cái quy trình mà mình đã vốn được chuẩn chỉnh ngay từ ban đầu ha. Thì sẵn cái câu hỏi này mình đọc luôn một cái câu hỏi là từ quý vị khán giả. Ví dụ như là mình thấy là trong quá trình triển khai mới thì phát hiện một số những cái tính năng sẵn có của hệ giải pháp hệ thống không đáp ứng được hết các cái yêu cầu nghiệp vụ, thì dẫn đến cái việc không hài lòng từ nhân viên, từ người dùng cuối, và họ không muốn sử dụng tiếp cái hệ thống này nữa. Thì làm thế nào để giải quyết được cái tình huống này? Thì cái này mình nghĩ là nó cũng sẽ một phần nó sẽ gắn đến cái việc mà cái phương pháp luận triển khai của mình. Thì câu hỏi đặt ra là nếu mà mình lấy cái yêu cầu ngay từ đầu nó không hết, không đầy đủ đấy, thì mình cũng sẽ dẫn đến là những cái giải pháp của mình nó sẽ không đáp ứng được những cái nhu cầu mà sau này mình mới phát hiện cái chuyện đó đấy. Và với vai trò là chuyên gia thì các anh chị có câu trả lời nào cho cái tình huống này không ạ? Cái nhận định của anh Thiện là rất chính xác, tại vì thật ra cái này là nó nằm vấn đề tâm lý.
Mình có ông bà mình có một cái câu gì mà mình không không nhớ rõ, nhưng mà đại khái là cái gì mình đã không đồng ý rồi thì mình có đeo cái bình nước không thì nó cũng rất là nặng. Thì tại vì là bản thân mình là trong sâu xa mình là mình không có mình có cái phản kháng thôi, đó làm gì mình thấy nó bất tiện. Nhưng mà thì đó cũng nó chính là cái hệ lụy của cái việc mà cái phương pháp luận đó, phương pháp luận cũ, thì mình rất hay gặp vấn đề đó. Tại vì khi mà hai bên khảo sát với nhau rồi anh nêu câu hỏi và anh đi yêu cầu thì anh ghi nhận, anh nhưng mà bản chất là anh hiểu một cái vào cái giải pháp mình xử lý cái yêu cầu tôi nó rất khác so với cái mà tôi đang hình dung trong đầu. Hai bên có cái misunderstanding dẫn tới khi mà anh đưa ra một cái hệ thống, anh trình bày một cái hệ thống để đáp ứng cái yêu cầu thôi thì nó khác kỳ vọng, mà hai bên cứ mình cứ quanh quẩn với nhau cái chuyện là đáp ứng hay chưa đáp ứng. Thì đối với leading practice là ngay từ đầu khi mà Oracle và BTM chúng tôi tiếp cận khách hàng, chúng tôi đã rất là rõ ràng với khách hàng là những cái đầu tiên là hệ thống Oracle thì họ giải pháp của họ là theo các cái ngành cụ thể để mà nó tương đối phù hợp với lại các cái yêu cầu trong ngành đó. Tất nhiên nó sẽ có những cái điểm nó cần phải tinh chỉnh theo từng cái yêu cầu, nhưng mà ít nhất là giai đoạn đầu là hai bên đã có cùng một cái góc nhìn, chúng ta cùng nhìn vào hệ thống nó có những cái gì, chúng ta cùng nhìn vào cái quy trình hệ thống nó vận hành, và chúng ta cùng nhìn vào những thứ nó rất là dễ hình dung, thì rất là dễ có sự đồng thuận. Thì nên kinh nghiệm bản thân mình á, ở góc độ mà triển khai đấy, thì mình rất là để tâm tới cái yếu tố về mặt cảm xúc và về mặt cái sự đồng thuận của người dùng. Thì đối với Clicking Practice mà đi tìm thấy là nó giải quyết rất nhiều cái vấn đề ở góc độ cá nhân, góc độ cảm xúc, và tạo cái sự đồng thuận lớn hơn rất nhiều so với cái cũ. Okay, thì mình vừa nghe Lạc chia sẻ câu chuyện về ngành thì sẵn đây cũng có một cái câu hỏi là thì Oracle NetSuite sẽ phù hợp với lại những cái ngành hoặc là những cái lĩnh vực gì? Và Lạc cũng hay chia sẻ về Leading Practice thì hiện tại là mình đã có những cái Leading Practice trong những cái ngành hoặc là những cái lĩnh vực nào để mà nó phù hợp với lại cái thị trường Việt Nam. Đây, Câu thì hỏi chắc này sẽ nhìn liên quan tới hãng thì chắc là em sẽ nhờ chỗ anh Ngọc trả lời. Ok, về câu hỏi gọi là NetSuite phù hợp cho lĩnh vực nào thì câu trả lời là NetSuite phù hợp cho tất cả các lĩnh vực. Còn nếu mà quan tâm gọi là hẹp hơn một chút đó, tức là NetSuite mạnh nhất ở lĩnh vực nào thì chúng tôi sẽ luôn luôn nói và giới thiệu là chúng tôi mạnh nhất ở 7 cái lĩnh vực, bao gồm là thứ nhất là sản xuất này, bán lẻ này, bán buôn phân phối này, ngành dịch vụ nói chung này, quảng cáo in ấn này, và ngành về phần mềm. Thì đấy là 7 cái lĩnh vực mà NetSuite tập trung rất mạnh. Còn ở Việt Nam thì chúng tôi có rất nhiều những khách hàng ở hầu hết tất cả lĩnh vực, ví dụ như là giáo dục có, bất động sản có. Đấy là những cái ngành mà nó cảm giác là nó rất là ngách, nó không gọi là quá phù hợp với hệ thống ERP. Thì khả năng của NetSuite thì là có thể giải quyết tất cả những cái câu chuyện quản trị trong những ngành đặc thù như vậy. Thì sẵn nói với câu chuyện về phù hợp với ngành nào á, thì mình thấy là ở Việt Nam mình hầu hết những doanh nghiệp sẽ có một số những cái tình huống là hiện tại họ đang dùng một số những cái hệ thống hoặc là những cái phần mềm nội địa. Thì câu hỏi đặt ra là liệu những cái hệ thống hoặc là những cái phần mềm nội địa này nó có dễ dàng tích hợp với lại cái Oracle NetSuite hay không? Và cái việc đó, cái việc tích hợp á, thì nó có những cái vấn đề gì để mà với vai trò là cái người tư vấn thì mình giúp cho khách hàng hoặc là các anh chị tham gia cái sự kiện hôm nay có những cái nhận định ban đầu hoặc là có những cái bước tiên liệu trước những cái rủi ro mà có thể xảy ra trong cái việc tích hợp đó. Đây. Thì chắc câu hỏi này chắc mời chị nữ hả? Về Trước về về mặt công nghệ thì chắc để bên hãng trả lời ạ. Ok. Trước khi nữ trả lời góc độ một cái chuyên gia tư vấn độc lập thì góc độ triển khai thì chắc là mình cũng có một góc nhìn riêng, nhất là cái việc tích hợp.
Quay lại cái câu hỏi trước đó là Oracle Nessus phù hợp cho những cái industry nào, thì cái việc phù hợp nó sẽ liên với một cái câu hỏi là Nessus thì mạnh những cái nghiệp vụ nào, những cái phân hệ nào. Thì chắc chắn là ngoài những cái ngành mà anh Ngọc có chia sẻ thì những cái ngành khác, ví dụ như ngành bất động sản thì như thế nào? Đối với những ngành không truyền thống của Oracle Nexus thì Oracle Nexus sẽ mạnh ở góc hai cái cạnh. Thứ nhất là cái cạnh quản trị về tài chính kế toán, và cái cạnh thứ hai là tích hợp với lại những cái hệ thống khác. Có rất nhiều doanh nghiệp là bắt buộc chúng ta phải không phải phân mảnh cái hệ thống công nghệ của chúng ta ra thành ít nhất là hai cái hệ thống riêng biệt. Một cái hệ thống là back office để chúng ta operation về mặt finance, về mặt tài chính kế toán. Em và một cái problem test mà chúng ta vận hành cái nghiệp vụ đó đặc thù, ví dụ như là bên đặc biệt là bên bất động sản thì như vậy, thì họ sẽ cần cái hệ thống để mà kinh doanh, ghi nhận hợp đồng, là hệ thống quản lý chi tiết về tiến độ xây dựng. Thì những cái tình huống như vậy thì Nexus rất mạnh với việc integration để mình đảm bảo là giữa hệ thống front office và hệ thống back office nó liên kết với nhau. Chính xác và cái độ chính xác nó cao hơn là chúng ta manual thủ công để chúng ta import. Cái câu Cái chuyện mic thứ của Lạc hai, không không rõ Lạc ơi, cái mic của em có vấn đề. sorry, mọi người nghe rõ hơn chưa? Đỡ hơn, ok. Dạ. Quay lại cái câu chuyện tích hợp với lại những cái hệ thống cụ thể đây thì mọi người có hỏi là hệ thống MISA đúng không ạ? Hệ thống MISA và hệ thống Bravo. Bravo. Thì bản chất thì MISA và Bravo nếu mà xét góc độ là phần mềm quản trị về tài chính kế toán thì nó sẽ overlap với lại điểm mạnh nhất của Nexus là hệ thống quản trị về kế toán tài chính và phần báo cáo quản trị. Thì thông thường khách hàng sẽ thay thế MISA hoặc Bravo bằng Oracle Nexus, cái đó là cái point đầu tiên. Một cái point thứ hai đó là có những khách hàng là họ bắt buộc phải vận hành Lớn hơn hai. chút nữa là coi hơi hơi nhỏ. Có những khách hàng là bắt buộc phải vận hành hai hai cái hệ thống kế toán song song vì nhiều lý do. Thì hiện nay thì VTM thì có hợp tác với lại MISA để mà tích hợp giữa Oracle Nexus và hệ thống MISA để mà xử lý một số cái tình huống liên quan tới là khách hàng cần vận hành hai cái hệ thống kế toán độc lập nhưng mà luồng dữ liệu của mình là tích hợp với nhau, và dữ liệu phát sinh từ Oracle phục vụ Lớn khách chút là coi. sẽ được đồng bộ với lại hệ thống kế toán MISA để mà đảm bảo sổ sách hai bên nó cân đối và nó phù hợp với nhau, giảm thiểu cái việc thủ công trong việc nhập liệu hay là Không thì biết cơ. ngoài ngoài việc tích hợp với lại phần mềm kế toán thì BTM và Oracle ở Việt Nam cũng làm rất là nhiều cái gói tích hợp để mà khách hàng ở Việt Nam có thể mình có thể tận dụng cái hệ sinh thái công nghệ ở Việt Nam, bao gồm hóa đơn điện tử, bao gồm tích hợp với lại ngân hàng ở Việt Nam như là Vietcombank chẳng hạn, hoặc là tích hợp với lại các cái trang thương mại điện tử để khách hàng có thể kinh doanh trên các cái nền tảng thương mại Âm điện thanh của em không không tốt, là em có điều chỉnh cái mic lại. Ok. Thế thì chắc là em câu hỏi này em nhờ anh Ngọc chia sẻ tiếp. Ngọc có bổ sung ý ở chỗ lại không? Ok, liên quan đến cái câu hỏi của anh Thiện cũng như của các bạn chia sẻ về câu chuyện tích hợp, tức là tích hợp với các hệ thống khác thì vấn đề gì không, thì thực ra cái câu hỏi đấy đặt cho những hệ thống khác, bởi vì chúng ta hình dung là tích hợp hệ thống đó, nó là giữa hai hệ thống với nhau. Chúng ta cứ hình dung hai hệ thống như là hai ngôi nhà, nó có cửa đấy, hệ thống thứ nhất có mở cửa cho hệ thống thứ hai vào hay không, và khi để mọi kết nối cũng như dữ liệu từ cái người khác đi vào thì làm thế nào để kiểm soát việc đó, để vừa cho người ta vào nhưng vừa kiểm soát được vấn đề ra vào chẳng hạn. Thì đối với Oracle NetSuite ấy, thì là chúng tôi luôn mở đường cho bất cứ cái hệ thống nào có thể kết nối vào NetSuite, và chúng tôi cũng mở đường cho, tức là chúng tôi cũng chia sẻ tất cả những cái cổng kết nối để đưa dữ liệu sang hệ thống khác. Cho nên câu chuyện tích hợp ở đây nó lại đặt thử thách cho các
cho các hệ thống khác kia, các hệ thống khác kia là thứ nhất là có đủ mở để cho chúng tôi lấy tất cả những cái gì chúng tôi muốn từ hệ thống đấy hay không, và cái thứ hai là các hệ thống khác đấy, là có đủ tốt để mở đường cho NetSuite gửi tất cả dữ liệu mà chúng tôi cần vào hệ thống của họ hay không, đúng không ạ? Thì đấy là cái câu trả lời mà tôi nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào đánh giá những hệ thống khác vệ tinh quanh NetSuite hơn là cái khả năng kỹ thuật của NetSuite. Okay. Thì có nghĩa là câu chuyện về mặt tích hợp nó sẽ là câu chuyện hai chiều đúng không ạ? Hai chiều có nghĩa là Oracle NetSuite sẽ tích hợp với lại hệ thống khác như thế nào, và ngược lại hệ thống kia nó sẽ có mở cửa để Oracle NetSuite tích hợp ra làm sao. Và cái điều quan trọng nhất là cái việc mà theo mình nghĩ là cái việc mà kiểm soát dữ liệu qua lại giữa hai hệ thống như thế nào để mà đảm bảo cái việc tích hợp nó chặt chẽ, an toàn và chính xác. Ok, thì liên quan ý của anh Thiện thì mình chợt nghĩ thêm một ý khác, tức là gì? Vừa nãy các anh chị có quan tâm đến cái việc là những cái kinh nghiệm trong cái bài toán tích hợp, thì tôi chia sẻ kinh nghiệm ở đây gì là phần lớn những cái bài toán tích hợp đó mà chúng tôi gặp phải đối với những cái đối tác mà chưa thực sự chú tâm vào bài toán tích hợp thì nó vẫn mang tính gọi là may đo và cứng nhắc. Đấy, tức là khi tích hợp là hai bên là ngồi với nhau là định nghĩa rất là chính xác những cái gì cần tích hợp, và cái việc định nghĩa đó thì nó rất là cứng nhắc và nó phải đặt cái gánh nặng rất lớn lên cả đối tác và khách hàng về câu chuyện là chúng ta phải định nghĩa tất cả những cái gì chúng ta cần giao tiếp giữa hai phần mềm mà chúng ta cốt cứng ra một cái module đó. Đấy, thì cái việc đó thì có thể ban đầu thì nó ok, nhưng trong quá trình vận hành những cái phát sinh thay đổi liên quan đến cái bản tích hợp đó thì nó cần cái sự gọi là cải tiến và vận hành, thì những cái giải pháp tốt và đối tác tốt thì người ta chú trọng cái bài toán tích hợp đó ở một cái phạm vi nó mở hơn. Tức là thay vì là ví dụ như là đối với BTM, cái bài toán tích hợp với ngân hàng chẳng hạn, 10 khách hàng thì liệu có đảm bảo rằng là 10 cái module tích hợp cho 10 khách hàng đấy nó là một module hay là nó 10 module, đúng không ạ? Thì những cái giải pháp tốt và những đối tác mà tư duy xa thì người ta chỉ xây dựng một cái module tích hợp và có thể ứng dụng cho nhiều khách hàng. Với mỗi khách hàng người ta chỉ cấu hình những thêm những cái trường thông tin, thêm những cái dữ liệu khác là có thể ứng dụng rồi. Thì kết quả của việc đó tức là gì? Triển khai nhanh, ít rủi ro và sẵn sàng cho sự thay đổi của những nhu cầu tích hợp trong quá trình vận hành cũng như là mở rộng trong tương lai. Rồi, cảm ơn câu trả lời của Ngọc. Ở đây thì mình sẽ có thêm một câu hỏi, hai câu hỏi cuối cùng từ các anh chị tham gia chương trình ha. Thứ nhất là cho mình hỏi là on-ramp và cloud thì có những ưu điểm gì và cái mô hình doanh nghiệp nào phù hợp với lại cái giải pháp nào? Nghĩa là on-ramp và cloud phù hợp với lại từng cái mô hình doanh nghiệp nào và cái giải pháp nào thì nó sẽ phù hợp. Chắc là cái phần này thì Quân xin được phép trả lời. Thì thực ra thì cái on-prem với cloud thì cái sự khác biệt bây giờ thì nó không phải quá lớn, tại vì thực ra là các cái giải pháp on-prem bây giờ nếu mà host ở trên các cái đơn vị cung cấp mà nền tảng như FPT, Viettel hay là các thứ nhà mạng khác, hoặc là ví dụ Amazon hay là Microsoft Azure thì nó cũng tương tự với cả giải pháp cloud đấy. Nhưng mà thế là cái giá trị, cái sự khác biệt lớn nhất ở đây là khi mà nói về ví dụ một giải pháp mà cloud một cách đúng nghĩa ở đây là gọi là software service, ở trong ngành thì thôi gọi là software service ấy, là một cái giải pháp mà nó luôn ở một cái version cuối cùng và được liên tục được cập nhật nó, và nó giảm thiểu được cái gọi là cái công sức phải để bài toán về mặt gọi là maintenance cái giải pháp đấy cho cả khách hàng lẫn đối tác cũng như là bên nhà cung cấp đó. Thì thực ra khi mà triển khai một cái giải pháp on-premise thì thực ra là các anh chị sẽ phải làm việc với rất là nhiều bên, bao gồm có bên cung cấp hạ tầng, rồi với bên cung cấp phần mềm và những cái license tương ứng với cả phần mềm như đấy, và sử những cái phần mềm đấy có sử dụng các cái phần mềm thứ ba nữa thì có thể còn liên can đến những cái gọi là license hay những cái giải pháp thứ ba nữa.
Đó thì khi vậy thì đến khi mà gặp một cái sự cố hay một cái vấn đề gì đó chẳng hạn thì các anh chị sẽ thường thấy là mình sẽ phải công sức đầu tiên là mình phải đi tìm được là chốt được xem là cái vấn đề đấy nó nằm ở đâu. Đó, cái đấy nó đã là chi phí thời gian và nhân lực rồi. Đó, và sau khi nằm ở đâu rồi thì bây giờ đến câu chuyện là bây giờ trách nhiệm nằm ở ai và cái service level của từng cái bên cung cấp đấy nó như nào. Thì đấy là những cái thứ rất là đau đầu của on-prem, và thường là các anh chị sẽ khi mà đầu tư một giải pháp on-prem các anh chị sẽ cần một cái đội IT tương đối mạnh, và nói chung là nó cũng ở một quy mô nhất định nào đấy để có thể là duy trì được cái giải pháp của anh chị. Thì với một cái giải pháp mà cloud đúng nghĩa thì thực ra là ví dụ như vừa nãy chị nữ có chia sẻ phần đầu, một cái doanh nghiệp triển khai xong tương đối hiện đại ở cái chỗ là thực ra là không cần dùng một cái người nào đấy là vẫn có thể maintain được cái hệ thống đó. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là cái khi mà mình nói đến câu chuyện cloud ở đây, các doanh nghiệp tôi cũng thấy khách hàng Việt Nam bây giờ cũng tương đối ý thức được chuyện đấy, là bây giờ tôi chuyển đổi số nhưng mà tôi chả biết gì về công nghệ IT, tôi cũng không đủ thời gian để tôi nghiên cứu và tôi thuê một cái người nào đấy chuyên gia đấy, thì bây giờ tôi cần một bên cung cấp hết dịch vụ đấy, và tôi thực ra tôi cần một cái người làm sao để đảm bảo được là xây dựng cho tôi một cái hệ thống thôi đấy. Thì cái đấy nó sẽ bao gồm tiết kiệm được rất là nhiều chi phí về thời gian và cũng như vận hành sau này nữa đó. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa on-prem với cả cloud. Được rồi. Và khi có phần 2 của câu hỏi này đúng không anh chị? Xin Dạ, phép chia đúng rồi. sẻ một cái ý này nữa này, tức là liên quan đến câu hỏi này thì mình đang hình dung là chúng ta muốn biết được là cái ưu và nhược điểm giữa hai cái lựa chọn là on-prem và cloud, và muốn gọi là ánh sáng cái việc đó đến cái môi của doanh nghiệp. Thì thực ra thì cái việc là cân nhắc giữa ưu nhược điểm để lựa chọn giữa on-prem hay cloud thì nó không trực tiếp liên quan đến môi của doanh nghiệp, mà nó chỉ gián tiếp thôi, mà nó trực tiếp liên quan một cái yếu tố khác. Thì cái tiêu chí để lựa chọn đó, mà phần lớn tất cả những cái đơn vị cloud trên thị trường đang nói về cái việc là cân nhắc lựa chọn đó là gì. Chúng ta lên cloud đó, là chúng ta phải đánh đổi giữa sự chuẩn hóa và linh động. Bởi vì về mặt kỹ thuật đó, là hầu hết tất cả đơn vị cloud thì đều bị vướng vào cái khó khăn là lên cloud thì có nghĩa là một cái phần mềm dùng chung cho tất cả doanh nghiệp, thì nó phải đi theo cái tư duy là chuẩn hóa chung của tất cả những cái doanh nghiệp giống thế, và cái yếu tố gọi là cá nhân hóa và tùy biến cho doanh nghiệp đó thì nó rất là hạn chế. Thì đấy là cái tư duy mà mình không nói là sai, và tư duy đó nó đang đúng với đa số tất cả những giải pháp cloud trên thị trường, và thậm chí chính những nhà cung cấp, chính những cái đơn vị cung cấp giải pháp mà người ta đang có hai phiên bản cloud và on-prem á, thì người ta sẽ cũng vẫn tư vấn các bạn là gì, nếu các anh có thể đi theo sự chuẩn hóa thì các anh dùng bản cloud, nếu các anh muốn gọi là cái sự linh động và tùy biến, muốn customize nhiều thì các anh nên chọn phiên bản premise. Thì cái điều đó thì đối với NetSuite thì chúng tôi lại không không đi theo đó. Chúng tôi là một trong số ít, rất rất ít những cái đơn vị cung cấp cloud mà chúng tôi không đưa cái tiêu chí đánh đổi chuẩn hóa và linh động vào cái tiêu chí lựa chọn, bởi vì chúng tôi luôn nhấn mạnh về cái khả năng tùy biến và linh động. Thế cho nên là gì, về mặt gọi là gián tiếp á, thì chúng ta sẽ cân nhắc cái việc là gì, những cái mô hình doanh nghiệp nào thì chúng ta có thể theo sự chuẩn hóa, những mô hình doanh nghiệp nào chúng ta phải đánh đổi lấy cái sự linh động và tùy biến, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta chọn lựa on-prem hay cloud. Nhưng với NetSuite thì chúng tôi luôn tự tin nói rằng là gì, là cloud là phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, và chúng tôi các bạn sẽ không phải đánh đổi giữa sự chuẩn hóa và linh động. Chúng tôi là đưa ra giải pháp cloud nhưng chúng tôi luôn nhấn mạnh về cái sự linh động tùy biến và cá nhân hóa của giải pháp của mình. Có một yếu tố mà khi mà bản thân là trong quá trình tư vấn và thuyết phục khách hàng chọn Oracle NetSuite thì cũng rất là hay gặp cái tình huống là khách hàng so sánh giữa Oracle NetSuite và một cái giải pháp on-premise khác, có thể là một cái ERP local hoặc là như là SAP B1 chẳng hạn như vậy. Thì câu cái vấn đề cuối cùng mà khách quan tâm là vấn đề chi phí. Thì thông thường thì đưa ra một cái so sánh, nếu mà không khách hàng sẽ với một cái nhìn nó ban đầu thì khách hàng sẽ thấy là chi phí Oracle NetSuite trong vòng 5 năm hoặc 3 năm thì có thể nó cao hơn so với phương án mình chọn một cái phương án on premise. Thì cái khác biệt nó nằm ở mấy điểm. Thứ nhất là cái hạ tầng, cái so sánh ở đây nó phát triển, tại vì hạ tầng của Oracle NetSuite là hạ tầng rất là chặt chẽ, gồm được đầu tư nhiều tầng nhiều lớp, backup dự phòng, và đảm bảo về được đầu tư về bảo mật và vận hành nó rất là cao, tiêu chuẩn rất là cao.
một cái server, nếu mà khách hàng nghĩ là đầu tư hệ thống ERP thì chỉ cần mua một cái server về và mình cài cái phần mềm vào trong cái server đó là đủ, thì chắc chắn là chi phí đầu tư cho phương án Oracle NetSuite sẽ thấp hơn nhiều so với phương án chọn Oracle NetSuite. Nhưng có rất nhiều khách hàng sau đó phải quay lại lựa chọn phương án cloud và bỏ cái hệ thống cũ đi, tại vì bị các cái tấn công kiểu như ransomware, họ tấn công, họ mã hóa toàn bộ cái server đó. Những cái thất thoát liên quan tới cái việc là phải dừng vận hành hoặc là liên quan phải mua cái key để mình mã hóa lại dữ liệu hệ thống, tất cả những chi phí đó là nó rất là hiện hữu, và nếu không đưa vào mình nhìn thì chắc chắn là chi phí đầu tư hạ tầng cloud thì mình thấy có vẻ nó cao hơn, nhưng mà thực tế là những cái phía sau là những cái rủi ro rất lớn. Cái thứ hai đó là chắc chắn là bản quyền về user, đối với mình dùng cloud thì mình phải mua đủ, còn đối với phương án on-premise thì có thể là một vài bên mình sẽ có cách để chúng ta mua ít mà ta dùng nhiều cũng được, nhưng mà cái đó là quan điểm về mặt quản trị thôi, nó cũng không có gì sai cả, nhưng mà mình nghĩ thì dần dần thì cũng trên bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, cũng sẽ mình hướng tới cái việc là mình compliant. Thì hai cái yếu tố đó nó làm ra cái bức tranh so sánh về TCO, thì đôi khi là đầu tư một cái hệ thống cloud như thế trước sẽ cao hơn, nhưng mà cũng chia sẻ ở đây để các anh chị có thể nhìn thấy một cái góc nhìn khác về những cái vấn đề rủi ro hoặc là những cái quan điểm về mặt compliance là cái mấu chốt mà mình cũng cần nhắc thêm để mình quyết định phù hợp. Là rồi em xem cái mic của em nói vẫn mọi người vẫn không có nghe rõ lắm. À vậy hả? Ok, Ok, sorry. rồi rồi thì chắc là mình cũng sẽ đến với lại câu hỏi cuối cùng trong cái phiên thảo luận ngày hôm nay, thì là câu hỏi như sau ha. Thì diễn giả vui lòng chia sẻ khách hàng nào Việt Nam mà BTM mình đã triển khai thành công trong vòng 100 ngày. Thì chắc là câu hỏi này chắc sẽ dành cho Lạc. Dạ vâng. Để mà mình triển khai được một cái dự án 100 ngày đấy thì nó sẽ cần hai yếu tố. Thứ nhất là phương pháp luận triển khai, và cái thứ hai nữa là sản phẩm. Thì đối với phương pháp luận triển khai thì bản thân BTM là một cái doanh nghiệp công ty mẹ của Mỹ, ở thị trường Mỹ thì gói Success là được bán rất là nhiều năm rồi. Thì BTM cũng không có lạ hoặc là cũng rất là thân thuộc với lại cái cách tiếp cận cũng như là phương pháp luận triển khai kể cả đội ngũ của Việt Nam. Nhưng mà cái đối với sản phẩm á, thì Success thì hãng họ đưa về Việt Nam từ giữa tháng 4, thì tới thời điểm này thì cũng ở giai đoạn rất sớm mà đang tìm khách hàng đầu tiên ở Việt Nam để mà chọn cái gói Success và áp dụng cái phương pháp luận triển khai Lead in Practice. Thì hy vọng là với hai cái yếu tố sản phẩm và phương pháp luận triển khai thì BTM cũng như Oracle sẽ có nhiều khách hàng lựa chọn cái hướng tiếp cận này để mà mình nhanh chóng, mình sớm và mình ít cái rủi ro để mình thực hiện thành công cái việc chuyển đổi số trong cái thời gian ngắn. Có nghĩa là với cái phương pháp luận đúng không? Ý của Lạc là với phương pháp luận và với sản phẩm thì đây là một trong những cái yếu tố đóng vai trò quan trọng và giúp cho cái người ra quyết định chọn một cái giải pháp nào để mà mình có thể đồng hành cùng với khách hàng trong vòng 100 ngày. Và mình tin chắc rằng khi mà lựa chọn đúng sản phẩm và áp dụng đúng cái phương pháp luận mà mình triển khai, và đặc biệt là Sweet Success chẳng hạn, thì cái việc mà commitment, cái việc mà cam kết trong vòng 100 ngày là hoàn toàn có thể đạt được, đúng không ạ? Dạ, chính xác. Ok, thì để tiếp tục cái phần cuối của chương trình đó, thì chắc là nhờ các anh chị đến cái phần khảo sát thôi. Thì mình xem là các anh chị xem đóng góp cái khảo sát cái buổi sự kiện này của mình như thế nào. Dạ. Thì các anh chị có thấy trên cái màn hình của mình không ạ? Ok, rồi. Trên cái form khảo sát thì
có được còn một cái, nếu mà các anh chị nào có nhu cầu để mà BTM và Oracle sau buổi hôm nay có thể liên hệ để mà tư vấn thêm về cái gói Success, thì cũng mong anh chị để lại thông tin liên hệ để mà ban tổ chức và các bạn hậu cần có thể liên hệ được sau cái buổi sự kiện ngày hôm nay ạ. Dạ. Sau buổi ngày hôm nay thì chắc chắn là các cái slide, các nội dung trình bày của chị Nữ và của anh Ngọc sẽ được ban tổ chức gửi lại các anh chị qua email. Thì nếu mà có thêm các câu hỏi hoặc là có thêm các cái vấn đề cần thảo luận thì trên cái luồng email đó thì chắc cũng mong là mình cũng được tiếp tục gắn kết và kết nối với anh chị để có thể đáp ứng thảo luận thêm và giải đáp sâu hơn các cái thắc mắc cũng như là thậm chí là các cái yêu cầu về demo hoặc là trình bày sâu hơn về cái gói giải pháp các anh chị ha. Okay. Vậy là thời gian của cái sự kiện triển khai ERP nhanh hơn với giải pháp success Zero to Loud trong vòng 100 ngày đến đây cũng đã hoàn thành. Thì hy vọng rằng qua cái sự kiện này giúp cho các anh chị làm chủ doanh nghiệp, các anh chị quản lý làm thế nào để mà biết được những cái yếu tố để lựa chọn một cái giải pháp ERP phù hợp, và những yếu tố nào để mà triển khai một cái hệ thống ERP thể là giảm thiểu rủi ro nhất và đạt được cái sự thành công nhất. Và bên cạnh đó là cái giải pháp và cái phương pháp luận Success của Oracle NetSuite đồng hành cùng với BTM Global, giúp cho các anh chị có một cái sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với doanh nghiệp của mình trong cái định hướng triển khai ERP cho thời gian sắp tới. Thì hy vọng rằng qua cái buổi sự kiện này sẽ là cung cấp một phần những cái kiến thức, một cái kinh nghiệm cũng giống như là một cái phương pháp luận và giải pháp để các anh chị có thể chọn cho mình một cái đường đi đúng đắn khi mà quyết định triển khai một cái hệ thống ERP. Và hy vọng gặp lại các anh chị và các bạn trong các cái buổi tọa đàm và những cái sự kiện tiếp theo được tổ chức bởi BTM và Oracle Việt Nam. Và xin cảm ơn và chân thành hẹn gặp lại. Dạ, Dạ, cảm ơn xin cảm ơn anh chị. dạ, Dạ. cảm ơn các anh chị đã tham gia và dành thời gian cho buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các diễn giả, cảm ơn Ngọc, Dạ, Quân, cảm ơn anh Thiện và anh chị khác. Dạ. ban tổ chức. Cảm ơn mọi người. Dạ. Okay, cảm ơn mọi người. Dạ, chúc mọi người có buổi trưa ngon miệng.